chương 11 Ta yêu học tập 11 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm quát trở lại phòng học thời điểm, dịp ngang chính gục xuống bàn Vẫn không nhúc nhích, nhìn không thấy biểu tình, cũng không nhìn xuất phản ứng Dịp ngang Thẩm quát đem ghế dựa kéo dài tới nàng phía sau, khụ một tiếng, hỏi Ngươi không có việc gì đi Dịp ngang không trên một tiếng ta còn tưởng rằng ngươi kỳ thật không sinh khí ni dịp hạo học ý đồ sinh động không khí cười hai tiếng phát hiện càng xấu hổ hay là cần phải nghiêm túc đối đãi vì thế thu hồi tươi cười đạo hảo đi nếu nếu đổi lại là ta ta cũng khẳng định tức điên đám người kia quả thực là bệnh thần kinh a biệt cùng bọn họ so đo đều là một đám vô lại bọn họ sẽ nhận thức đến chính mình là tại khi dễ người sao chúng ta giống loài có biệt cùng bọn họ so đo cái gì thẩm quát nhẹ nhàng chụp nàng bối an ủi nói dù sao chúng ta khẳng định sẽ không hoài nghi chúng ta ngẫn ca có phải hay không mọi người lên tiếng trả lời đối đối ngẫn ca chính trực thiện lương vũ lực kinh người chính nghĩa dũng cảm xinh đẹp như hoa chúng ta như vậy thông minh như thế nào sẽ hoài nghi ngươi sao thẩm quát cho nên biệt vì bọn họ cùng chính mình trí khí. Như vậy, ngươi muốn làm cái gì, ca mang ngươi đi cao hứng cao hứng, ngươi tùy tiện nói. Diệp ngang rốt cục rầu rĩ phát ra tiếng. Thật sự. Thẩm quát vỗ ngực. Đương nhiên. Diệp ngang ngẩng đầu, đối với thẩm quát nói. Ta chỉ là tại tưởng. Thẩm quát. Diệp ngang tọa thẳng đạo. Ta không có tiền. Thẩm quát hết chỗ nói rồi trận này tính cái gì ca có tiền vì đám kia tiểu nhóc con nhóm ta hoa rất ta toàn bộ bồi thường kim diệp ngang vỗ thẩm quát bả vai nói cho nên hiện tại ta tưởng với ngươi cùng nhau học tập thẩm quát ta như vậy tưởng giúp ngươi ngươi lại muốn hại ta thẩm quát vẻ mặt ngươi này huynh đệ không cần cũng thế tư thế nói rằng chúng ta là có bao nhiêu đại thù hận diệp ngang ngươi ba ba nói chỉ cần ngươi cuối kỳ thành tích ưu tú hắn liền cho ta phong một cái đại hồng bao xét thấy ngươi lao động trả giá cùng tinh thần tổn thất ta có thể với ngươi ngủ năm phần thành nga thẩm quát ta là có thể cho ngươi tiền a diệp Nhan, ngươi có ngươi ba ba có tiền sao thẩm quát không biết phải nói lại cái gì diệp ngang vô tình đã kích kia là được rồi người hướng chỗ cao đi nước chảy chỗ trũng mà diệp ngang hơn nữa lao động thù lao, cùng bố thí cứu trợ, là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Ta lương tâm yêu cầu che chở A. Chưa từng thấy qua như thế vô liêm sĩ người, thẩm quát nhìn về phía bạn học của mình. Các bạn học yên lặng xoay người, trở lại chính mình chỗ ngồi. Lực bất tòng tâm, huynh đài tự cầu nhiều phút. Hạ tiết khóa hóa học lão sư trước thời gian đến, đứng ở trên đài ha tay, nhìn một phòng học an tĩnh lại tự giác học sinh, cao hứng đạo khoái nguyệt khảo, đại gia tinh thần trạng thái đều như vậy hảo sao? Có phải hay không rất chờ mong? Lão sư cam đoan lần này hóa học bài thi nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Mọi người tình thiên phích lịch. Có thể biệt. Thực nghiệm vài cái nam sinh về trường học sau đó, cả người giống xương đánh cà nhất dạng, không nâng nổi tinh thần. Hoặc là tỉnh tọa ngẩn người, hoặc là không hề mục đích địa xa vọng. Cảm giác bị hút ra mà nhân sinh tín niệm trong ban đồng học ý đồ cùng bọn họ nói chuyện, hỏi thăm giải thích quá trình, thuận tiện bác quái một chút nhị trung học sinh, kết quả đương sự hoàn toàn không cho phối hợp. Các ngươi không phải là đi đánh người đi. Chính là không thương A. À. Không gặp đến người. Khi không phải là loại này phản ứng đi. Buổi chiều khóa giang, lão sư trước đem bọn họ gọi đi văn phòng hỏi ý kiến tình huống, mấy người khó có thể mở miệng, thống nhất bảo trì im miệng không nói nhưng cực kỳ thành khẩn mà tỏ vẻ sai lầm của mình. Thái độ cùng xuất phát trước khác hẳn bất đồng. Các lão sư chấn kinh rồi. Là ai giáo dục bọn họ? Buổi chiều chương trình học kết thúc, Diệp Tri Hạ đi qua hỏi thăm, vẻ mặt lo lắng đạo. Hôm nay các ngươi đi tình huống thế nào? Nam sinh cao mày trói chặt, tự hồ không yên lòng, sau một lúc lâu mới lắc đầu. Nàng không chịu tha thứ các ngươi sao? Diệp Tri Hạ sốt ruột nói, vậy làm sao bây giờ lão sư còn muốn cho các ngươi xử phạt sao nếu không ta đi giúp ngươi nói một chút đi nam sinh lập tức nói không cần khi các ngươi làm như thế nào lão sư có thể lý giải sao ai thượng ghi tội nói báo thi đại học đều có hạn chế nàng hiện tại chính khí ni lại biết lão sư muốn các ngươi nhất thiết phải giải thích sẽ liền như vậy tính sao dịp tri hạ rủ xuống tầm mắt thở dài nàng hẳn là bởi vì giận ta mới giận chó đánh mèo các ngươi, ta cùng nàng giải thích hẳn là có thể làm cho nàng nguôi giận, hơn nữa chính yếu nguyên nhân là ta nhượng ngươi hiểu lầm, nếu biết ta khẳng định liền ngăn cản ngươi. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ đem sự tình nháo đến như vậy đại. Nàng nói liên miên càng nhằn nói tại nam sinh trong lỗ tai bỗng nhiên sẽ không có trước kia kia loại sẽ cảm thấy khả ái ôm nhu lọc kính, nam sinh nhịn không được đánh gãy nàng nói. Với ngươi không quan hệ nàng cũng không phải cái kia ý tứ Diệp tri hạ sửng sốt hạ ngẩng đầu kinh ngạc nhìn đối phương không nghĩ tới hắn sẽ trống lớn chính mình nam sinh nói xong chính mình cũng ngơ ngẩn trong lòng có chút phiền táo là ta chính mình lý giải sai ý tứ của ngươi vốn là chính là ta chính mình vấn đề giải thích thời điểm ta chính mình thái độ cũng không hảo vốn là hẳn là kiện nghiêm túc sự tình ta không nhận thức đến cho nên nàng mới sinh ký với ngươi một chút quan hệ đều không có." Nam sinh nói, "Giải thích ta sẽ lại đi, không cần ngươi thay ta biện hộ." Không là chính mình đi nói, còn có cái gì ý nghĩa? "Ngươi đi về trước đi." Hắn muốn đi vào trước, xoay người bồi thêm một câu. "Ta cảm thấy tỷ tỷ ngươi, người kỳ thật rất tốt, không đến mức nhớ ngươi cười." Tại nhị trung nhân duyên cũng rất tốt, nhìn ra giao rất nhiều bằng hữu. "Các ngươi." Tính ta tùy tiện nói nói, không ý tứ gì khác. Nam sinh trảo một đầu hỗn độn tóc, nóng nảy rời đi. Diệp tri hạ trong ánh mắt nhiều loại mờ mịt luống cuốn, đứng ở cửa ôm chặt trong ngực sách vở. Bên cạnh đi ngang qua nghe lén học sinh cấp tốc đem tầm mắt rời đi, làm bộ như dường như không có việc gì bộ dáng từ bên cạnh đi qua. Không giống. Vì cái gì? Tiểu béo cầm lần thứ hai chấn động đứng lên di động, ân cần lại thấp thỏm mà đi đến dịp ngang bên người báo cáo thực nghiệm vài cái người luôn luôn tại phát giải thích tin ngắn nhượng ta giúp đỡ chuyển cáo ngươi nội dung thoạt nhìn còn đỉnh chân thành đều khoái thấu thành tiểu luận văn ta không có muốn thay bọn họ nói chuyện a không biết là bị bắt vẫn là chủ động dù sao bọn họ nói nếu ngươi nguyện ý tha thứ nói có thể hay không đem số điện thoại di động cho bọn hắn hoặc là tìm một ngày thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn bữa cơm ngươi nhìn cái này muốn hồi sao diệp ngang nói hồi cái gì sự tình của bọn họ thỉnh không cần lại lại một lần nhắc nhở ta ngươi có thể trực tiếp nói cho bọn hắn biết chuyện này phiên bài tha thứ ta sẽ không cấp nhưng là ta cũng sẽ không lại chỉnh bọn họ nàng không có tiền kỳ thật thực, thực nghiệm này đó người đối diệp ngang đến nói căn bản không đáng để ở trong lòng có thể đúng lúc ăn năng đã là người thanh niên không sai phẩm cách phỏng chừng trước cũng chỉ là ngộ nhập lạc lối, trên bản chất cũng không coi là nhiều hư người xấu. Có thể đối với nguyên chủ đến nói, bọn họ thiết thực trở thành bi kịch, có lẽ không dễ dàng như vậy buông xuống. Thẩm quát cả kinh nói. Ngươi còn không có kéo hát bọn họ ni. Tiểu béo khổ bức nói. Bọn họ đồng học nhiều di động nhiều, biết ta số điện thoại di động có thể một mỗi cái luôn đánh A. Thẩm quát. Nên. Đều là ngươi chính mình tạo nghiệp A à. Ta thật sự biết sai vài vị ca Tiểu béo lấy lòng đạo Ta mời các ngươi ăn cơm được không Thời tiết lạnh muốn đi ăn mì ô đen sao Dịp ngang Học tập Thẩm quát cầm tập vỡ tỏ ý Ngại ngùng ca muốn học tập Hắn là nghiêm túc Từ khi thứ hai nháo qua sau Mọi người vẫn luôn bảo trì phấn khởi Tâm tình nên đón thứ sáu nguyệt khảo Dịp ngang vẫn là thích cuộc thi này có loại năm tháng tỉnh hảo cảm giác. Tuy rằng nàng đồng học đều chẳng phải cho rằng đây là dịp ngang lần đầu tiên tham gia nhị trung cuộc thi. Tăng thêm nàng tại thực nghiệm bình thường thành tích cũng không sao dạng, cuối cùng sắp xếp trường thi thời điểm, giáo vụ sử trực tiếp đem nàng bỏ vào cuối cùng một cái trường thi. Cái này trong trường thi nàng gặp được không thiếu người quen. Thẩm Quát nhất lưu tất cả đều là học tra, còn thập phần thản nhiên mà ngồi ở phòng học trước đoạn hưởng thụ đến tự càng tra học tra thổi phòng cùng ngưỡng vọng. Diệp ngang ngồi ở tối hẻo lánh góc, cấp bút trang thượng bút tâm, cùng hắn xa xa vẫy tay. Thẩm quát vì bảo vệ chính mình học tra nhất ca địa vị, đồng thời nhượng Diệp ngang chuyên tâm phó khảo, không có nói cho các đồng chí Diệp ngang chân thực thực lực. Diệp ngang tọa cái này chỗ ngồi không hảo, không biết tên đồng học thư vốn không có thanh lý sạch sẽ. Có một tra sách vở từ phía dưới mở ra ô vuông trong toát ra đến, vừa lúc đứng vững nàng đầu gối nàng yêu cầu đem chỗ ngồi lui về phía sau sau đó trước khuynh thân thể tài năng đáp đề mấy giờ xuống dưới nghiêm trọng ảnh hưởng nàng phát huy vẫn luôn đến buổi tối khảo tự tuyển khuôn khối đại bộ phận học ra chủ động buông tha nàng mới có cơ hội đổi vị trí loại này trường học tổ chức nguyệt khảo đương nhiên chẳng phải chính quy quyển tử phong kính đối trung du học sinh hữu dụng có thể đối với thượng hạ du thứ tự tương đối dễ dàng phân chia vài tên học sinh, đại gia thuộc loại ngầm hiểu trong lòng. Bài thi trên cơ bản biên khảo biên cải, vài cái giáo sư tổ người cùng nhau chấm bài thi. Đương thiên lúc chiều, toán học bài thi đã toàn bộ phê chữa hoàn tất. Quyển tử là cùng nhau cải. Một vị lão sư chuyên môn phụ trách cố định vài đạo đề mục, cho nên không đến cuối cùng kết toán tổng phân, cũng không biết học sinh cụ thể thành tích toán học tổ tổ trưởng lần này vận khí tốt, trừ đến chính là tính toán tổng phân nhiệm vụ. Hắn cho chính mình phao cốc cẩu kỹ thủy, chuẩn bị du du mà đăng ký phân số, sau đó buổi tối có thể nhìn cái tivi nghỉ ngơi một chút. Tùy tay lấy cái trường thi quyển tử, bằng bằng ấn máy tính hạch toán tổng phân. Phía trước đều phi thường bình tĩnh, tính đến cái này trường thi cuối cùng nhất trương quyển tử thời điểm, hắn ánh mắt trừng, tay rung lên. Lần nữa phiên đến phía trước nhất, Xác nhận phong kính điều thượng viết đích thật là thứ 12 trường thi. Cuối cùng một cái trường thi toán học thành tích giống nhau đều tại 90 phân dưới, ngẫu nhiên sẽ có vài vị thiên khoa nổi trội. Chính là lần này cuối cùng một danh hạt trong bầy gà nhất dạng mà lấy được 145 phân. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, này phân số hẳn là chính là bản thứ nguyệt khảo toán học cao nhất phân. Toán học tổ tổ trưởng không dám tin, thâm giác là chính mình thấy quỷ nghiêm túc lần nữa xem một lần, từng đạo duyệt lại xác nhận. Hắn nguyên bản tưởng khẳng định là phân số cấp nhiều, bởi vì đối với cuối cùng một cái trường thi, chấm bài thi luôn luôn sẽ tương đối khoan dung, như vậy có thể cho học sinh một chút lòng tin. Kết quả kiểm tra rồi một lần, phát hiện cấp phân hợp lý, không có bất cứ vấn đề gì. Này 145 phân tất cả đều là thật sự A. À. Mất đi 5 phần, đều đến tự triệu hoa phụ trách tam đạo đại đề cũng không phải khó khăn nhất tam đạo. Tổ trưởng tò mò phiên trở về lại nhìn một lần, phát hiện kỳ thật đáp án là đúng, quá trình cũng không tính rất giản lược, hoàn toàn có thể cấp mãn phân. Tổ trưởng chấn kinh rồi. Hắn vạn lần không ngờ, còn có kiểm tra xuất thêm mấy nội bộ sẽ khả năng. Lập tức cùng mặt khác một danh phê quyển lão sư đối lập hạ, thương lượng qua đi, đem phân số tăng thêm đi, đổi thành 100 ngũ. Cải hoàng sau đó, Toán học tổ tổ trưởng nghi thức tính mà bổ thượng một ngụm đảo triều lương khí. Đây là cả năm cấp đoạn cái thứ nhất cũng là một người duy nhất mãn phân. Nhị trung văn hóa khóa thành tích tại toàn thị trong phạm vi luôn luôn không tính ưu tú, loại này độ khó quyển tử, chính là trọng điểm ban học sinh có thể khảo đến 100 tứ cũng coi như ưu tú, mãn phân càng là hồi lâu không thấy. Tuy rằng không đại lễ mạo, nhưng hắn trong đầu thật sự xuất hiện kỳ tích hai chữ. Hắn cũng không dưỡng sinh, mạnh mẽ chụp bàn triệu tập đồng sự cùng nhau thưởng thức kỳ tích. Mau đến xem nhìn này học sinh là xảy ra chuyện gì. Nhưng mà trong phòng làm việc chỉ có hai cái người, đối phương vừa mới đã biết. Hắn chờ mong hình ảnh chưa có thể đúng hạn buông xuống. Cuối cùng một cái là nào ban học sinh tới. Nga, thực nghiệm tới học sinh chuyển trường đối đi. Mặt khác một danh số học lão sư hưng phấn nói, lợi hại A, à, không hổ là trọng điểm cao trung. Khi nàng mặt khác khoa ni phê đi ra sao? Trước đều cùng nhau cải xuất đến xem. Tác giả có lời muốn nói. Đến muộn một chút. Chương 12 Ta yêu học tập 12 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diệp ngang là không biết nàng tại văn phòng nhất lên như thế nào sóng gió, dù sao lúc này làm việc đúng giờ lão sư đều sôi trào. Dù sao không ngừng học sinh thích đối đáp án điểm số sổ, lão sư cũng thích bối học sinh lén lút điểm số. Muốn biết hàng năm cao khảo xuất thành tích ngày nào đó, tổng sẽ có một cái ở sau lưng vất vả cần cù thức đêm không ngừng phát điện thúc dục học sinh tốt tốt ra phân chủ nhiệm lớp. Đây là nhân loại không thể xóa nhòa lòng hiếu kỳ nha. Đáng tiếc lúc này điểm, phần lớn giáo sư đang tại giám thị, toán học tổ tổ trưởng khuyết thiếu cổ động người xem, dẫn đến trào dân tâm tình đại suy giảm. Vì thế hắn không buông tha mà cầm dịp ngang viết xuất hoàng mỹ bài thi, đến cách vách ngữ văn tổ tiến hành lần thứ hai tuyên truyền. Mau nhìn xem, toán học mãn phân. Ngươi nói chúng ta nhị trung bao lâu không xuất quá toán học mãn phân. Này học sinh là cái thiên tài đi. Lão Lưu đối với cùng chính mình vượt chương trình học bài thi không thế nào để ý, hơn nữa khoa học tự nhiên loại này đồ vật mà, khảo mãn phân cũng không phải không có khả năng. Hàng năm khoa học tự nhiên trạng nguyên không đều là tại mãn phân tuyến thượng tiểu phúc bồi hồi sao? Đương nhiên bọn họ bởi vì mãn phân chỉ có 150 phân gần nhất gặp được sự tình hơi nhiều, lão lưu cảm thấy chính mình đầu óc xoay chuyển có chút chậm. Biểu tình tương đối bình thản, yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ tự mình biết. Tổ trưởng xấu hổ đứng ở tại chỗ, lặp lại một lần đạo. Mãn phân nộp. Lão lưu đặt sao không là chủ nhiệm lớp sao? Mang phổ thông ban, bình thường trong ban ai khảo đến hảo một chút, liền cao hứng đến muốn nhảy dựng lên. Hiện tại đây là cái gì phản ứng? lão lưu phối hợp hỏi lần này quyển tử rất đơn giản sao sau cao khảo độ khó là muốn đơn giản còn không có ôn tập hoàn khảo đề phạm vi cũng chật hẹp một chút nhưng cuối cùng một đề độ khó không thấp muốn khảo mãn phân có thể không dễ dàng tổ trưởng nghẹn khuất lại hỏi các ngươi ngữ văn ni phê xong rồi sao chúng ta ngữ văn còn muốn chờ hai ngày thứ hai lại phát lão lưu hai tay sờ nước nóng cốc tầm mắt phiêu hướng trên bàn hồ sơ tỏ ý ta ở đây còn không có bắt đầu ni toán học tổ tổ trưởng nhất thời không có hứng thú chuẩn bị rời đi lão lưu rốt cục nể tình mà hỏi nhiều một câu ai a à? các ngươi ban người a à? tổ trưởng nói liền các ngươi ban cái kia học sinh chuyển trường trường học của chúng ta nguyên lai nào có người tài giỏi như thế a à? lão lưu suýt nửa phá âm ai ngươi vừa rồi là không biết ta đang nói cái gì. Tổ trưởng đắc ý cười rộ lên, liền các ngươi ban cái kia gọi là gì tới người. Lão Lưu. Diệp Nhan. Lão Lưu chợt nhớ tới Diệp Ngang cá nhân giới thiệu hồ sơ thượng viết. Đặt am hiểu học tập. Hắn cho rằng chính là cái chỉ đùa một chút, chẳng lẽ. Chẳng lẽ dĩ nhiên là thật sự. Hắn lay động đầu hoàng hồn, vội vàng đi tìm kiếm 12 trường thi bài thi nên đến một đoàn loạn, mới nhớ tới cái này trường thi quyển tử là bị mặt khác một danh lão sư mang đi. Lão Lưu vội vàng chạy tới giám thị trường thi tìm người muốn quyển tử. Toán học tổ tổ trưởng lần này vừa lòng, lại cầm quyển tử chạy tới vật lý tổ khoe khoang. Buổi tối cuối cùng một môn tự tuyển khuôn khối sau khi chấm dứt, các khoa lão sư lục tục mà trở về, phát hiện mỗi cái bất đồng dạy học tổ, bất đồng văn phòng lão sư đều tại tụ tập tại một chỗ tầm mắt sáng người hữu thần mà nên đón bọn họ đã đến. Cơ hồ sở hữu lão sư đều tại tìm kiếm thứ 12 trường thi bài thi, sau đó tập thể chấm bài thi phán phân. Hóa học vật lý chờ khoa học tự nhiên đề, đáp án là cố định, cũng không tồn tại cái gì tranh luận điểm, sinh vật trung có chút giải thích hình dung miêu tả, phân số trên lệch cũng không đại. Chờ mọi người lại đây thời điểm, Lý Tống đã duyệt hoàng. Cuối cùng thành tích định tại 267 phân. Lý Tống độ khó so cao khảo muốn thấp thượng một chút. Tham khảo tính hơi thấp. Trừ bỏ vài vị hóa học lão sư xuất quyển thời điểm chọn dùng chính là cao khảo phạm vi, vả lại khảo tiền bảo mật không có tiết lộ bên ngoài. Sinh vật lão sư trước hai ngày mới vừa ở trong ban giảng quá lưỡng đạo cùng loại đại đề làm nhắc nhở, mà vật lý cuối cùng một đạo đại đề chính là từ làm quá bao năm qua cao khảo quyển trong tiệc tuyển ra tới, tùy tay sửa lại hai cái con số mà thôi, loại ưu sinh chỉ cần có hảo hảo nghe giảng bài trên cơ bản có thể cam đoan cơ sở đến phân dẫn. Hóa học lão sư nghiêm túc nói, "Ta cảm giác nàng tại hóa học thượng là có chút mới lạ." Tại vài cái danh từ thượng phạm rất thấp chờ sai lầm. Hơn nữa nàng không cẩn thận duyệt đề. Những viết phương trình hóa học rõ ràng là mặt sau cái này cái chai trong, nàng viết như thế nào phía trước cái này ni. Vật lý lão sư cũng thần sắc ngưng trọng đạo, "Ta như thế nào cảm giác nàng đối thực nghiệm đề rất xa lạ." bọn họ thực nghiệm người đều không làm thí nghiệm sao. Nhưng lấy đến 267 phân, đồng dạng đã là năm đoạn đệ nhất cao phân. Nói tóm lại, vẫn là bọn họ nhị học sinh trung học trình độ bản thân có chút cảm động. Mọi người có chút hối. Mặc dù là nguyệt khảo, nhưng cũng có thể chính quy một chút, như vậy liền có thể nhìn ra nàng thực lực chân chánh phát huy đến thế nào. Nàng gần nhất chuyển giáo, lại gặp một chút sự tình, Tâm tình cùng chương trình học khẳng định là thụ đến ảnh hưởng tới, ta cảm thấy nàng chỉ cần bảo trì trụ, cao khảo lý tống 250 đến 280 tuyệt đối là không có vấn đề. Thực nghiệm chương trình học so với chúng ta khoái a, nàng bây giờ là so trường học của chúng ta học sinh có ưu thế. Nàng ném phân địa phương đều không nghiêm trọng, toán học hảo vận như vậy tính hoàn toàn không thành vấn đề, lại ôm lại một chút tri thức điểm không thành vấn đề. Mấy người tranh luận đến mặt đỏ tai hồng càng nhiều là bởi vì cao hứng. Triệu Hoa thình lình toát ra một câu. Còn có ngữ văn cùng tiếng Anh Ni. Hiện trường nhất thời yên tĩnh. Thiên khoa. Mỗi một vị khoa học tự nhiên thiên tài đều khả năng sẽ phạm sai lầm. Mọi người bỗng nhiên có chút sợ hãi. Sẽ không? Lão Lưu nói, nàng ngôn ngữ thiên phú như thế ưu tú, ta tin tưởng sẽ không? Bên kia anh ngữ lão sư đem quyển tử dơ lên, nói cải xong rồi. 106, không thêm thính lực 120 mãn phân, 106 đã phi thường ưu tú. Nhất là đối một vị khoa học tự nhiên sinh. Anh ngữ lão sư tâm mệt mà nhu nhu sống mũi. Cuối cùng tiểu viết văn trong có mấy cái phức tạp chuyên nghiệp lạ từ, liên nàng đều không có xem qua. Vốn là tưởng dịp ngang loạn viết, ra một chút phát hiện dĩ nhiên là thật sự. Nàng không đại năng lý giải dịp ngang đọc lượng cùng đọc phương hướng, nhưng loại này thao tác còn cấp người một loại không rõ giác lệ cảm giác. Nội dung không thiên đề, có thể. Liền dư ngữ văn. Mọi người quay đầu nhìn về phía đang tại phê duyệt ngữ văn bài thi lão sư. Lão sư kia ngẩng đầu, xấu hổ cười nói. Lưu lão sư, đệ tử của ta. Nếu không ngươi tới. Lão lưu không rõ lý do, tiếp quá bài thi. Rất khoái hắn chỉ biết, này đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Diệp Ngang ngữ văn đáp đến rất kỳ quái. Đọc lý giải bộ phận, đó có thể thấy được nàng tại nỗ lực mà hướng địa điểm thi dựa vào, cũng không biết rằng vì cái gì thiết nhập điểm làm cho người ta không nói được lời nào ngưng nuốt. Viết chi chít một đống, nhưng một mắt nhìn lại căn bản nhìn không thấy đến phân mấu chốt từ. Đến nỗi Diệp Ngang viết văn. Viết đến tuyệt không giống viết văn, ngược lại là công văn. Lão Lưu trước liền chú ý tới, Diệp Ngang nói chuyện là rất có trật tự thẳng vào chủ đề, trọng điểm phân minh. Nhưng hiển nhiên cuộc thi không là như vậy đáp, coi như là nghị luận văn, cũng không nên là loại này quá mức nghiêm cẩn văn phong. Kết quả nàng một phần ngữ văn quyển tử, thật sự ngạnh sinh sinh đáp thành thân luận. Hơn nữa nàng viết đến còn đỉnh khoan khoái, khẩu hiệu hô đến cực kỳ vang dội, có thể văn tự. Thật là một chút đều không tuyệt đẹp nha. Thấy hắn tại viết văn trang trên mặt chậm chạp không đặt bút, mọi người hỏi. Thế nào a? À? Lão lưu áp lực lớn như núi. Không có thiên đề, luận điểm minh xác, luận cứ rõ ràng. Lão lưu nói, giống nhau giống nhau đi. Ngữ văn là tối thấp, cuối cùng đến phân 109. Cuối cùng là tự tuyển khuôn khối. Diệp ngang tuyển lưỡng đạo toán học, lưỡng đạo tiếng Anh. Một đạo vật lý cùng một đạo hóa học, đến phân 58. Cuối cùng thêm đứng lên tổng phân như trước ngạo thị quần hùng còn không có tính tiếng Anh thính lực, đã tại 690 tả hữu. Đây là cái gì tiêu chuẩn? Đây là nhị trung đã mười mấy năm không khảo đến quá tiêu chuẩn. Đây là mặc dù tại thực nghiệm, cũng coi như một đám đứng đầu sinh tiêu chuẩn. Tuy rằng nó hàm kim lượng không thể cùng chân chính cao khảo so sánh với, nhưng đi học sinh tố chất đến xem, xác thực lệnh người hưng phấn. Bọn họ trong đầu không hẹn mà cùng mà hiện lên một cái ý tưởng, thực nghiệm mù đi. Đêm như vậy học sinh lui qua nhị trung đến. Các trường học đoạt sinh tư đều khoái đoạt điên rồi, kết quả dưới mí mắt như vậy bu liên bung một viên dạ minh châu thế nhưng liền nhìn không thấy. Cao tam dạy học tổ tổ trưởng đến biết sau quá mức cao hứng, đáng tiếc hôm nay thời gian đã quá muộn, hiệu trưởng đi về nhà. Hắn chỉ có thể ngạnh sinh sinh cố nén ngao đến ngày hôm sau, mới chạy đi tìm hiệu trưởng. Nàng, nàng tuyệt đối sẽ là năm nay hắc mã thành tích tuyệt đối còn có tăng lên không gian. Tổ trưởng thật cao hứng, nếu nàng này trạng thái có thể bảo trì đến trụ, quốc nội mấy sở tốt nhất đại học hẳn là đều có thể thượng. khi trường học của chúng ta sang năm chiêu sinh bình chọn, liền có sống chiêu bài đi. Hiệu trưởng Tối đáng tiếc chính là, nàng không là cao nhất ngay tại trường học của chúng ta, ai? Như vậy mới hảo A hiệu trưởng. Tổ trưởng vỗ tay nói, nàng tại thực nghiệm thời điểm thành tích giống nhau bàn, cùng sơ trung so với tới là trên diện rộng trượt xuống, không phải thực nghiệm cũng sẽ không tùy tiện phóng nàng đi. Chúng ta liền nói nàng bởi vì nặng nề hoàn cảnh sinh ra tâm lý bóng mờ, chuyển tới nhị trung sau, ôm nhu thiện lương lão sư, cùng hài hòa vườn trường bầu không khí, dùng quan tâm cùng cẩn thận bao dung nàng, giúp nàng chữa khỏi nhiều năm tâm bệnh. Học sinh lần nữa tỉnh lại, đồng thời vì báo đáp cảm ơn, chăm chỉ học tập, bằng vào kinh người thiên phú, nhất cử đem sở hữu bỏ đá xuống giếng người đều dẫm tại dưới chân. Hắn kịch bản quảng cáo từ đều tưởng hảo nguyên bộ. Hiệu trưởng bị hắn nói được cũng rất kích động. Bọn họ nhị trung tại A thị vẫn luôn nửa vời, tuy rằng học lên vẫn không tính thấp, có thể một phần bề mặt là dựa vào nghệ thuật sinh cùng thể dục sinh chống lên tới, kéo ra ngoài so thường xuyên bị người minh lý ám lý mà trào phúng. Những lời này hắn có thể không để ở trong lòng, đưa người khác đều là ghen tị nhưng thật là làm không đến không thèm để ý trường học của bọn họ không thiếu tiền hoặc là nói rất có tiền chính là này lưng chính là đỉnh không đứng dậy tại nghiệp giới sai rồi một chút hương vị tại toàn thị gia trưởng trung thanh danh cũng xưng không tốt nhất tương phản vừa vặn bởi vì bọn họ có tiền thường xuyên trước lấy đỏ mắt người phê bình kéo thải vô tội đệm lưng rõ ràng có tiền trường học thành tích lại không thấy khởi sắc không khỏi bị hoài nghi này đầu tư cùng tài trợ đến tột cùng là đi nơi nào. Hắn này hiệu trưởng lão bị giáo dục cục thỉnh đi sao đánh, ngày quá đến là như ngồi trên chông. Trước 2 năm, bọn họ muốn dùng 50 vạn học bổng đào toàn thị trước thập vài tên học sinh lại đây liền đọc, kết quả một cái đều không đào thành, còn bị nhất trung cùng thực nghiệm chờ mấy sở trọng điểm cao giáo trở thành chuyện cười cười đến bây giờ. Hiện tại ni, cao tam thời khắc mấu chốt, thực nghiệm tự mình đưa một cái lại đây. Nếu bọn họ biết dịp Ngang chân thực trình độ, phỏng chừng triệt để hối hận. Hiệu trưởng càng nghĩ càng cao hứng, thậm chí đã não bổ xuất đối phương tại đến biết cao khảo thành tích sau khóc trống thất thanh hình ảnh. Miệng đại đại liệt khai, cả người giàu dạt tại ấm áp xuân phong trung. Lúc này, phó hiệu trưởng cùng Triệu Hoa đi tới, thấy hai người đang tại nói sự, liền trạm đến một bên trước chờ. Tổ trưởng cùng bọn họ gật đầu, thuận miệng đề một câu trường học của chúng ta không là có cái đi a à đại cử đi học danh ngạch sao năm rồi đưa đi qua học sinh vẫn luôn bị nói tư chất bình bình lần này không bằng liền tuyển dịp ngang đi luận thành tích luận trình độ có thể hơn nữa nàng chuyển trường lại đây thời điểm chúng ta đều chưa cho nhân gia thưởng cho nối tiếp thời điểm cũng không cùng nàng hảo hảo tán gẫu quá nếu thực nghiệm biết sau lại muốn đem nàng muốn trở về không là rất phiền toái sao Hiệu trưởng tươi cười chợt vừa thu lại, nghiêm túc suy nghĩ một lần, cảm thấy rất có đạo lý. Liền tính dịp ngang chính mình có thể khảo đến thượng A Đại, nhưng đó cũng là trường học của bọn họ tâm ý A. Không được. Triệu Hoa nhất thời thay đổi sắc mặt, cao giọng đánh gãy. Như vậy sao được? Mọi người cùng nhau nhìn phía nàng. Tổ trưởng đương trường liền hối. Hắn chợt nhớ tới phó hiệu trưởng còn có cái ngoại tôn nữ tại độc cao tam, chính mình lại như thế nào cũng không nên đương hắn mặt nói. Hiệu trưởng phất tay. Phạm lão sư, ngươi đi xuống trước đi, có việc ta lại tìm ngươi. Tổ trưởng gật đầu. Hảo. Chờ người rời đi, phó hiệu trưởng mới cười nói. Cử đi học nói, chính là. Trước chúng ta không là đề một cá nhân chọn sao. Điêu một thuần nha, thành tích của nàng cũng đỉnh không sai, hơn nữa rất thụ lão sư thích, phẩm đức gì gì đó đều quá quan. Diệp Ngang nói. Nàng vừa tới trường học, còn kém điểm xuất quá nhiều lần sự tình, ta cảm thấy còn cần suy xét suy xét. Danh ngạch hữu hạn, chúng ta khẳng định là chọn ưu tú trúng tuyển mà. Hiệu trưởng biết hắn ý tứ, dù sao điêu một thuần là hắn ngoại tôn nữ. Nghe vậy chỉ gật đầu, hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Kết quả thế nào? Trước phó hiệu trưởng đề cập qua một lần, bởi vì tuyển ai ảnh hưởng đều không đại, hắn bán một cái nhân tình cũng không có gì, liền chấp nhận. Có thể nếu thật sự giống tổ trưởng nói nhất dạng, học sinh tư chất tương kém quá lớn, dịp ngang như vậy một chi siêu quần xuất chúng người tưởng muốn A à đại cử đi học nói, hắn vẫn là muốn vi lợi ích của mình suy xét suy xét. Cũng không phải đại sự gì, nhưng ta cảm thấy có thể phản ứng một cá nhân tính cách. Nàng tính cách có chút rất trương dương. Phó hiệu trưởng nói, hơn nữa nàng là chuyển giáo sinh, muốn là trực tiếp lấy cử đi học danh ngạch, phổ thông học sinh cùng bọn họ gia trưởng, khả năng sẽ có ý kiến đi. Triệu Hoa đi theo nói. Một lần thành tích cuộc thi không có thể đại biểu cái gì đi. Cử đi học vẫn là muốn toàn diện suy xét. Hiệu trưởng bỗng nhiên liền bị bọn họ nhắc nhở. Bắt chước khảo nguyệt khảo là trường học của bọn họ nội bộ cùng hoang, không xảy ra vòng. Muốn tưởng nhượng trường học khác biết, còn phải dựa vào liên khảo cùng cao khảo khi loại thống nhất cuộc thi thành tích mới có hàm kim lượng cũng mới có thể làm cho nhị trung thực tích biến đến có phân lượng nếu cử đi học danh ngạch trước tiên nói cho nàng nàng có thể hay không trực tiếp buông tha cao khảo có thể hay không trạng thái thụ đến ảnh hưởng khi còn như thế nào đánh mặt như thế nào nhìn thực nghiệm khóc trống thất thanh bộ dáng này quá mức bí mật vũ khí bí mật liền xưng không thượng là vũ khí nàng muốn là đến a đại tài đại phóng quang minh trên người nhị trung nhãn liền mình rớt. Ân. Hắn muốn nhìn nhìn lại. Hiệu trưởng vì thế vất vất tay đạo. Lại nhìn đi. Lại nhìn hai chữ này dừng ở triệu hoa cùng phó hiệu trưởng trong lỗ tai, không khác tình thiên phích lịch. Bọn họ cảm thấy hiệu trưởng đây là có lệ từ chối, thực tế đã hạ hảo quyết định. Khi liền. Khi liền rất không xong. Tác giả có lời muốn nói. Ôi, các ngươi đối bộ lộ đều thục thục mà. Chương 13 Ta yêu học tập 13 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diệp ngang Chu điềm điềm đi văn phòng nhìn lén thành tích trở về, kích động hét lớn. Dựa vào Thẩm quát ngẩng đầu nhìn mắt nóc nhà. Hoàn hảo, không bị chấn sụp. Mọi người hô. Ngươi làm chi ni? Diễn tinh. Nàng nàng nàng, Chu Điềm Điềm chỉ vào dịp ngang, không cách nào hình dung tâm tình của mình, chỉ có hai chữ. Nằm dựa vào. Vài phần A, đến mức đó sao? Khảo quá thất ban đám người kia không? Cả lớp tiền tam có hay không? Ta mục tiêu tương đối đại, toàn đoạn tiền tam có hay không? Ta tò mò nàng không có nộp giấy trắng đi. Chu Điềm Điềm một cái thở mạnh, nói rằng. Nàng toán học 150 lý tống 267 mọi người trăm miệng một lời mà kéo dài âm, gọi đạo. Nằm, dựa vào. Sau đó không lâu, lớp bên cạnh cũng truyền đến giống nhau kêu khóc. Khi là một loại cực kỳ phức tạp tình cảm. Diệp hạo học bước nhanh đi qua đóng cửa phòng học cửa sau, để tránh đến lúc đó tham quan nhân số quá nhiều, dính đi rồi học bá tiên khí. Hắn nhón chân mũi chân trở về, thành khẩn thỉnh giáo đạo. Thần tiên, thỉnh nói cho bản phàm nhân hẳn là đi nơi nào tu luyện mỗi ngày buổi sáng lục điểm đến buổi tối 11 giờ, phòng học. Diệp Ngang chỉ vào chính mình trên bàn nói, lấy hảo các ngươi ngủ tam hoàng cương giáo trình cùng giờ dạy học huấn luyện, đây là ta phái tu luyện bí tịch, có thể ngoại truyện. Như ngươi hiểu thấu đáo, tất có đạt thành. Ta kinh mạch đi hướng bất đồng thường nhân, không thích hợp ta phái tu luyện bí tịch. Diệp hạo học bi thống muốn chết, có lối tắt sao sư phụ. Diệp ngang. Có một cái. Mọi người. Cái gì? Diệp ngang nhàn nhạt nói. Đầu thai. Mọi người lần thứ hai. Dựa vào. Diệp Hạo học tự nguyện rời khỏi Diệp Thị môn phái, ảm đạm gục xuống bàn thần thương. Có người không tin tà đạo. Còn có mặt khác khoa ni. Ta không tin tưởng, nàng tiếng Anh khẳng định không đạt yêu cầu. Chu Điềm Điềm lãnh tỉnh điểm, ngửa đầu tan thương đạo. Tiếng Anh 106, tự tuyển 58 liền ngữ văn thiếu chút nữa, 109. Phía trước người cầm lấy máy vi tính bằng 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 phi ấn, phát hiện cũng không đơn giản. Vừa vặn 690. Này thành tích nghịch thiên A. Cái gì gọi là liền ngữ văn kém một chút? Ngữ văn muốn là không kém, này thành tích có thể đi so trạng nguyên đi. Ta không cân bằng, ngươi một học bá trà trộn vào chúng ta học ra thế giới là tưởng muốn làm cái gì? còn tại thế giới của ta trong đi tới đi lui. Ta đồng ý sao? Khiến cho ta suy sút đi, vì cái gì muốn cho ta nhận thức đến chính mình ra? Nguyên lai ta dĩ nhiên là cái tra nam. Thế giới này là công bằng, liền giống ngươi vĩnh viễn không hiểu một loại gọi 60 phân khoái nhạc. Mọi người từ lúc ban đầu khiếp sợ, đến mặt sau ghen tị, lại càng về sau sống không còn gì luyến tiếc, tham phá phàm trần. Kịch liệt cảm xúc chuyển biến trung tần xuất kim câu. Diệp ngang hàng này còn ở phía sau cho chính mình kéo cừu hận. Ai? Diệp ngang ngồi sổng thùng rác bên cạnh, cầm tiểu đao gọt bút chì, du du thở dài. Ngượng tay, không phát huy hảo. Đừng cản ta. Diệp hạo học gầm lên giận dữ, nhượng ta đi giết cái này đáng giận thiên tài. Ngươi tiếp đắc ý. Chu điềm điềm nhấc tay, chúng trù một cây đao. Diệp ngang trở lại chính mình chỗ ngồi, vui tươi hớn hở mà ngồi xuống thẩm quát giống không biết diệp ngang nhất dạng nghẹn họng nhìn trân trối đạo nguyên lai like ngươi thật không phải là thổi ngưu a à. nói cái gì nói diệp ngang hưởng thụ đạo ta chỉ là tương đối điệu thấp mà thôi thẩm quát ta cho rằng ngươi là nói đùa nhi diệp ngang văn nhất đa tiên sinh nói cho ta biết ta muốn làm một vị hành động người khổng lồ thẩm quát chính là toán học một trăm ngũ cũng quá khoa trương đi cuối cùng một đạo là người làm đề sao diệp ngang còn đi có loại giống như đã từng quen biết quen thuộc cảm quen thuộc cảm triệu hoa thanh âm đột ngột tại nàng sau lưng vang lên lạnh như băng đạo ngươi không phải là trước đó xem qua đề mục sao diệp ngang nâng hạ mí mắt nói rằng cái gọi là trăm khoanh vẫn quanh một đốm đề mục làm được nhiều đương nhiên cái gì đều có quen thuộc cảm triệu hoa biểu môi không nghĩ cùng nàng khắc khẩu. Nàng hiện tại thụ chú ý đến rất, bị đương cái bảo bối nhất dạng mà cung đứng lên, không tất yếu chọc phiền toái. Triệu Hoa đi qua gọi Điêu một thuần, lãnh mặt đạo. Ngươi theo ta đi ra một chút. Mặt khác người tọa hảo, trước xuất ra bài thi lại hồi ức một lần, đều là chỗ nào sẽ không làm, lập tức lên lớp, không cần lại xảo. Điêu một thuần đi theo Triệu Hoa đi ra ngoài, lại không tiến văn phòng, mà là đi thang lầu giang bình đài lúc này đã không có gì học sinh đi lại. Triệu Hoa từ văn kiện kẹp trong rút ra nhất trương quyển tử, thô lỗ mà chụp trên người nàng, thẳng mặt mắng. Ngươi nhìn ngươi khảo đến xảy ra chuyện gì? Đều như vậy ngươi còn khảo bất quá nàng. Nghe được nàng vừa rồi ở bên trong nói nói không có. Nhìn thấy nàng kia hung hăng càng quấy bộ dáng không có. Tiểu Di, Điêu một thuần đem bài thi phô bình, cao mày nói. Ngươi là làm sao vậy? nàng khảo 131 phân, đã không sai. Triệu Hoa cho nàng thấu này bộ đề đáp án, nhưng là các đề hình cuối cùng một đạo không nói cho nàng, bởi vì từ bình thường biểu hiện đến xem, nàng khả năng không lớn làm ra được đến. Khi loại độ khó nhị trung có thể hoàn chỉnh làm ra học sinh chỉ có ít ỏi có thể đếm được, nếu nàng biểu hiện đến rất rõ ràng, bị người hoài nghi, truyền ra chút không hảo tiếng gió sẽ không tốt. Đáp án cũng không có cấp đến rất cẩn thận, sợ chính mình cuộc thi thời điểm soát đề tốc độ quá nhanh, bị một ít giám thị lão sư nhìn ra dị thường. Bản nháp giấy thượng tính toán theo công thức bước đi đồng dạng chú ý đến, nàng nghiêm nghiêm túc túc soát hạ một lần. Làm chuyện xấu thời điểm liền sẽ không ngừng được chột dạ, cho nên suy xét đến sau bình thường nhiều. Nàng cái gì đều suy xét đến, chính là không suy xét đến có người có thể biến thái mà khảo đến mãn phân. Người chính mình nhiều nổ điểm lực đi, xuất ra gấp gáp cảm đến triệu hoa nhịn không được nói ra tin tức trường học khả năng sẽ đem cử đi học danh ngạch đưa cho diệp ngang cái gì điêu một thuần mi vĩ hướng về phía trước chọn khởi kinh ngạc gọi đạo dựa vào cái gì này ngoại công đồng ý sao triệu hoa nói ngươi lần sau muốn là còn thảo thành như vậy giữa hai người trình độ tương kém như vậy đại hắn nói không đồng ý có thể được không điêu một thuần có thể đây là một lần nguyệt khảo A, như thế nào có thể sử dụng nguyệt khảo định cử đi học ni? Triệu Hoa Đây là một lần không giá trị nguyệt khảo, có thể mặt sau còn có đề thi chung khuôn khảo liên khảo, ngươi cảm thấy nàng sẽ sợ sao? Này học đi vào tri thức cũng sẽ không lậu đi ra, đến lúc đó để danh sách, vẫn là đến nhìn bình thường biểu hiện cùng thành tích A. Chính là ngươi. Chính là ngươi đều đã đáp ứng ta nha. Không phải ta như thế nào sẽ đến nhị trung. Còn ở cái này song song bang, cùng bọn họ làm đồng học. Điêu một thuần có chút nóng nảy, nếu không là ngươi nhất định phải nhượng ta cùng thẩm quát cùng lớp nói, ta khả năng liền đi thực nghiệm hoặc là nhất trung, thực nghiệm thầy giáo cùng thiết bị. Ngươi nhìn xem dịp ngang. Triệu Hoa không kiên nhẫn nói. Ta biết. Ta đây không phải là luôn luôn tại giúp ngươi sao. Có thể ngươi cũng phải chính mình không chịu thua kém A. Ta muốn đi A đại ta muốn cử đi học. Điêu một thuần dậm chân, tiểu di. Triệu hoa ngón tay lau tráng. Ngươi như thế nào sẽ không sánh bằng nàng ni? Điêu một thuần nói. Ta không dám khảo rất cao. Triệu hoa. Ngươi ngược lại là biết điệu thấp, có thể ngươi cao điệu đều so ra kém người khác điệu thấp. Điêu một thuần. Tiểu di. Nàng biết triệu hoa tính tình cũng không hảo, hiện tại lại không là phát giận thời điểm. Triệu Hoa nói. Dù sao lần sau ngươi phải chú ý một chút, nhất là lần này cuối kỳ liên khảo. Nhất định muốn hảo hảo biểu hiện. Nàng ngữ văn là chỗ thiếu hụt, ngươi liền từ ngữ văn thượng kéo phân. Chỉ cần ngươi phân số cùng nàng không sai biệt lắm, kia liền còn có hảo thuyết địa phương. Điêu một thuần trắng mặt. Chỉ cần phân số không kém rất nhiều. Có thể dịp ngang kia phân số là nghịch thiên cao A, muốn cùng nàng sánh vai không phải là đến lên trước thiên. Liên khảo bài thi cũng không giống nguyệt khảo như vậy hảo lấy, trực tiếp trong thành phố ra đề mục, trước một ngày buổi tối giấy niêm phong đưa đến giáo vụ sử. Triệu Hoa ngẫm lại cũng là như vậy cảm thấy. Này tự hồ là cái giả mệnh đề. Trừ phi điêu một thuần có thể ở sau đó không đến một cái nguyệt thời gian trong, anh Dũng học tập, tại lão sư cùng mọi người trước mặt biểu hiện ra tiến bộ cực đại, vì mình sau này đột nhiên tăng mạnh thành tích đánh hạ tâm lý ấn tượng có thể nói dối có thể che giấu rất nhiều sự tình chỉ có thực lực khó có thể làm bộ học tập kỳ thật cũng là muốn xem thiên phú triệu hoa đau đầu vô luận như thế nào tưởng đều không kết quả rõ ràng phủi tay đạo đi ta nhìn nhìn lại cử đi học kia là học kỳ sau sự tình ngươi cũng đừng gấp có lẽ dịp ngang căn bản không muốn cái này cử đi học danh ngạch cũng nói bất định lại không được ta đi tìm lịch dương giúp đỡ Triệu Hoa lại dặn dò. Ta chính là tưởng nói cho ngươi biết, biệt cho là mình cử đi học là ván đã đóng thuyền, không cần lơi lỏng. Ta nhìn ngươi gần nhất học tập trạng thái rất không thích hợp, dùng điểm tâm, biết không? Điêu một thuần xuất thần mà nghĩ sự tình, bên tai đã nghe không tiếng nàng nói nói. Triệu Hoa nhẹ chụp nàng phía sau lưng. Trở về lên lớp. Có cái gì không hiểu lại đây hỏi ta. Thứ bảy chỉ có nửa ngày khóa, thượng hoàng sau vốn là đồng học đều sẽ về nhà diệp ngang vẫn luôn là trọ ở trường lão lưu muộn chút đi gọi nàng đi qua diệp ngang hỏi ngài có cái gì tưởng theo ta tán gẫu chuyện thứ nhất chính là muốn hỏi một chút ngươi lão lưu cầm ngươi trước kia thành tích như thế nào như vậy kém diệp ngang nếu ngài có theo ta nhất dạng trải qua ta tưởng ngài sẽ lý giải lão lưu chần chờ một chút truy vấn đạo là theo ngươi phụ mẫu có quan sao dịp ngang nhún vai lão lưu thở dài ngươi đã hiện tại nghĩ thông suốt kia liền tốt nhất không cần lãng phí chính mình nhân sinh không quản là vì ai đều không đáng biết sao dịp ngang gật đầu chuyện thứ hai a à, ta muốn giáo giáo ngươi viết như thế nào viết văn lão lưu hít sâu vào một hơi giáo dục đạo viết văn không là ngươi như vậy viết Diệp Ngang ở trong trường học bổ một cái cuối tuần ngữ văn, ngâm nga hảo từ hảo câu cùng cao phân viết văn. Còn có học tập như thế nào từ bình tĩnh văn tự trung đọc xuất tác giả áp lực dưới đáy lòng dân trào tình cảm, cùng với như thế nào thuyết minh thơ cổ trung tuyệt đẹp cảnh trí trong bao hàm nồng hậu thâm tình. Thuận tiện cảm thụ một chút các khoa lão sư biểu dương khen, là một danh tinh xảo loại ưu sinh. Tân một vòng bắt đầu, học sinh lục tục về trường học thứ hai buổi chiều thông lệ ban hội qua đi chính là tổng vệ sinh đổi chỗ ngồi nha trước sau bài vị bất tiện từ tả hướng hữu thuận theo di động một liệt thẩm quát quay đầu lại hỏi ngươi tưởng đổi sao đổi bái diệp ngang nói này vị trí lão quay đầu nhìn bản đen đối xương sống không hảo thẩm quát nga hắn có chút luyến tiếp chính mình nhiều năm ngai vàng vẫn là đi theo dịp ngang cùng nhau dọn đến dựa vào hành lang vị trí. Không chút nào tưởng tại sao mình muốn cùng dịp ngang cùng nhau hành động. Cao tam sinh trừ bỏ cái bàn, còn có căn bản không bỏ xuống được bài thi cùng sách giáo khoa. Dịp ngang dọn hoàng đồ vật sau, mới phát hiện bên cạnh rộng mở tay đề túi trong ném một đoàn giấy. Nàng đem kia đoàn giấy nặng ra đến triển khai, phát hiện là nhất trương bài thi. Lại nhìn kỹ, mặt trên nhớ kỹ chính là lần này nguyệt khảo nguyên đề thẩm quát thấy nàng nhìn xem nghiêm túc đứng ở lộ trung gian bất động kéo nàng nhượng một bước hỏi làm sao vậy diệp ngang nói bài thi ta nói ngươi đến mức đó sao thẩm quát sợ hãi đạo nhìn bài thi đều có thể nhìn mê mẩn ngươi là biến thái sao phía trước học sinh đạo học bá thế giới khởi là bọn ngươi có thể đặt chân không là cái này không là ta quyển tử này đề mục đều còn không có sách chữ diệp ngang nghiêm túc nhìn một lần số liệu cũng không giống nàng bỗng nhiên nghiêm túc đứng lên thẩm quát đi theo trầm xuống thanh có ý tứ gì diệp ngang đi phiên bài thi của mình so đối hai tờ giấy thượng đề mục quả nhiên là lôi đồng chỉ có chi tiết chỗ có điều kiện hoặc số liệu sai biệt nhưng ảnh hưởng không đại mang nhập số liệu hoặc lo lắng nhiều có thể thẩm quát rốt cục minh bạch việc này không được bình thường thúc dục đạo. Khoái thu hồi đến A. Diệp ngang. Vì cái gì? Phía sau nữ tiếng vang lên. Diệp ngang, trên tay ngươi là cái gì? Thẩm quát tầm mắt toát ra kinh hoảng. Diệp ngang đã quay đầu lại, thản nhiên đáp. Quyển tử. Nàng cầm trên tay đồ vật đưa qua đi. Triệu hoa hồ nghi tiếp quá bài thi, nhìn đến sau đồng tử rung lên. Chỉ tiếp dùng sức, suýt nữa đem nguyên bản che kín nếp uống yếu ớt trang giấy xé rách. Nàng lồng ngực cao gồ cao khởi, nghe không ra hỉ nộ. Này là chúng ta nguyệt thảo thảo quyển, ngươi chỗ nào tới? Diệp ngang. Ngay tại ta gói to trong. Triệu hoa mâu quan chợt lóe, tự hồ là đang tự hỏi, chớp mắt, như là hạ hảo cái gì quyết định. Bình tĩnh hỏi. Ngươi có thể giải thích sao? Thần quái sự kiện. Diệp ngang nói, ngươi không thể tiếp thu cái này lý do nói ta tạm thời cũng không biết là ai triệu hoa nói ngươi theo ta lại đây thẩm quát bắt lấy diệp ngang thủ đoạn diệp ngang như có điều suy nghĩ hướng hắn gật đầu cười khẽ sau đó chủ động đi theo triệu hoa đi ra ngoài nửa giờ sau lục ban nhậm giáo lão sư đều bị gọi lại đây dạy học tổ tổ trưởng cũng đáp ứng lời mời xuất hiện triệu hoa đi qua quan văn phòng cửa sắt xoay người nói rằng dịp ngang thành tích có chút vấn đề dựa theo trường học quy định nàng tình huống như vậy thuộc loại ảnh hưởng ác liệt phải làm linh phân xử lý thậm chí khuyên lui mọi người không giải vì cái gì ngươi tổng sẽ không nói nàng là tác tệ đi vật lý lão sư cười nói nàng chung quanh mấy vị trí tổng phân đều mới không đến nàng một nửa này tác tệ kỹ xảo không khỏi rất cao triệu lão sư ngươi có thể hay không trước giải thích rõ ràng a à, ngươi như vậy hàm hàm hồ hồ mà nói chuyện đối học sinh ảnh hưởng rất đại nàng trước tiên lấy được chúng ta khảo đề có thể khảo đến không tốt sao triệu hoa đem bài thi chụp ở trên bàn đối với diệp ngang nói khó trách ngày đó ta nghe ngươi nói toán học đề mục giống như đã từng quen biết giống thành như vậy đâu chỉ giống như đã từng quen biết căn bản là song sinh a à. diệp ngang bất động thanh sắc đạo thỉnh không cần vặn vẹo ta ý nghĩa lời nói ta hôm nay cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này cùng văn phòng luôn luôn tại an tỉnh vây xem số học lão sư dẫn đầu lấy quá quyển tử kiểm tra này không phải chúng ta trước hết tuyển ra tới cuộc thi đề mục sao khi nam lão sư nói triệu lão sư có phải hay không cái gì lão sư quyển tử không cẩn thận lộng ném triệu hoa nói mã lão sư ngươi quên này bản quyển tử sau lại lại sửa lại như vậy liền đóng dấu đi ra một phần mặt trên bị chúng ta dùng hồng bút xẹt qua cái này rõ ràng là tân lão lưu lạnh giọng nói khi nàng có thể từ nơi nào lấy triệu hoa đề mục ta liền đặt ở máy vi tính trong ta máy vi tính vẫn luôn là khai giữa trưa nghỉ trưa thời điểm văn phòng có một đoạn thời gian khả năng không người môn cũng không khóa nàng nói xong ý có điều chỉ mà liếc hướng diệp ngang chính mình học sinh bị người ác ý suy đoán lão lưu trong lòng rất không cao hứng hắn gọi đạo diệp ngang ngươi cho ta giải thích diệp ngang ta không có gì hảo giải thích lão lưu dùng sức trừng nàng thật sự là hoàng đế không vội thái giám gấp còn như vậy thảnh thơi thảnh thơi phản ứng gì tưởng đánh nàng lão lưu tức giận vẫn là ổn định tâm tình vi nàng nói chuyện bất quá chính là một lần nguyệt khảo có này tất yếu sao? Nàng đối trường học của chúng ta lại không quen, còn chỉ là một cái tiểu nữ sinh, nào có loại này lá gan? Triệu Hoa Trừ bỏ nguyệt khảo nàng cũng trộn không đến cái khác đề mục. Đề thi chung quyển tử lại không phải chúng ta trường học xuất. Vật lý lão sư Nhưng ta cùng nàng tán gẫu qua, nàng trình độ đích xác không sai. Cái này cũng không thể làm bộ đi. Thành tích hảo không đại biểu liền sẽ không tác tệ này không thể trở thành chứng cớ. Có lẽ là nhất thời tò mò, có lẽ là nhất thời xúc động, đều có khả năng. Triệu Hoa nói, hiện tại chính yếu vấn đề là đối phương tại ta máy vi tính thượng trộn đề mục, cái này hành vi nghiêm trọng trình độ xa vượt xa quá cuộc thi tác tệ, đối đi. Triệu Hoa nói xong, đi quan sát dịp ngang phản ứng. Chuẩn bị chờ đối phương hoảng trương, lại tiến hành đàm phán. Nàng đã gọi dịp ngang phụ mẫu trước đem sự tình hướng nghiêm trọng nói lại cho bọn hắn cung cấp một điều đường lui nói cho các nàng chủ động thẳng thắn là có thể từ nhẹ xử lý hủy bỏ bản thứ thành tích làm ra kiểm điểm vả lại không cần khuyên lui học sinh cùng gia trưởng đều là rất hảo hướng dẫn đây là một loại thủ đoạn dịp ngang liền vô tội trạm chuyện này rất nghiêm trọng đã không là có thể khoanh tay đứng nhìn trình độ cố tình đương sự đứng ở một bên cùng cái chuyện không liên quan đến mình bối cảnh bản nhất dạng. Lão Lưu Túng nàng đạo. Diệp Ngang, nói câu được không? Ngươi tốt xấu cấp Triệu lão sư một cái thái độ. Diệp Ngang đánh gãy chính mình quải cơ hình thức, gật đầu nói. Kỳ thật muốn phá hủy ta hành động động cơ, rất đơn giản, các ngươi tùy tiện tìm bộ đề, nhưng ta lại khảo một lần là đến nơi. Năng lực tổng là sẽ không gạt người. Triệu Hoa, ta nói hành tích hảo không đại biểu sẽ không tác tệ ngộ nhập lạc lối cũng có khả năng nhưng thứ này ngươi nên như thế nào giải thích diệp ngang không để ý tới nàng tiếp tục nói nhưng là ta có một cái điều kiện ngươi còn đề điều kiện triệu hoa nghiêm mặt đạo ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao diệp ngang ta muốn cầu điêu một thuần đồng học theo ta cùng nhau trọng khảo không cần nhiều toán học hoặc là lý tống là có thể lão lưu kinh ngạc. Dựa vào cái gì? Này cùng nàng có cái gì quan hệ? Triệu Hoa dơ chân, lớn tiếng nói. Diệp ngang, ngươi có phải hay không không quen nhìn ta, mới tổng đi khi dễ điêu một thuần. Không đến mức đi. Nàng là ngươi đồng học. Diệp ngang mắt biết tai ngơ, có lý có căn cứ mà phân tích đạo. Ta tay đề túi là công khai phóng ở trong phòng học, các ngươi không có cách nào chứng minh thì phải là ta đồ vật đồng dạng ta cũng không có cách nào chứng minh đây không phải là ta đồ vật, cho nên các ngươi trì hoài nghi thái độ, đúng không? Mọi người gật đầu. Diệp ngang. Điêu một thuần tại ta tay đề túi bãi phóng công khai khu vực nội hoạt động quá, ta không có cách nào chứng minh là nàng phóng, nàng cũng không có cách nào chứng minh không là nàng phóng, cho nên nàng đồng dạng có nhất định hiềm nghi, đúng không? Mọi người trầm mặt. Nghe là rất đúng vậy. Diệp ngang các ngươi hoài nghi ta, mà ta hoài nghi nàng. Một khi đã như vậy không bằng cùng nhau lại đây khảo một hồi, tiêu trừ lẫn nhau chi gian hoài nghi, không là rất công bằng sao. Cũng có lợi cho đại gia quan hệ chi gian trong suốt hài hòa mà. Mọi người trong lòng dâng lên một loại quỷ dị cảm. Mỗi một câu giống như đều rất đối, nhưng... Tổng cảm thấy chỗ nào logic có chút vấn đề. Bọn họ còn không có cấp suất trả lời, triệu hoa đã gọi đạo không được. Tác giả có lời muốn nói. Báo. Đã quyết định vào ngày mai, thứ hai, 12 Nguyệt 31 Hào, 2018 năm ngày cuối cùng, nhập về nha cùng ngày 00. Không không phát về chương, các ngươi quen thuộc vạn tự ha, cho nên hôm nay đổi mới thời gian trước tiên, còn lại thời gian đổi mới là tại tróc trùng. Thỉnh đại gia duy trì chính bản, yêu các ngươi nha. Chương 14 Ta yêu học tập 14 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diệp ngang ý vị thâm trường mà buồn hừ một tiếng, mặt thượng đang cười, ánh mắt lại lộ ra hàng ý, triệu lão sư ngài kích động như vậy làm cái gì? Thất thố. Ta không là thất thố, ta chỉ là tỏ vẻ ta không đồng ý. Triệu Hoa Liên Châu mang pháo mà nói rằng, điêu một thuần cùng chuyện này rõ ràng một chút quan hệ đều không có, yêu cầu của ngươi không hề có đạo lý, ta vì cái gì muốn cho nàng cùng ngươi cùng nhau khảo muốn là nàng cùng ngươi khảo, liền tự nhận nàng hiềm nghi. Trong ban như vậy nhiều người, ngươi không nghi ngờ người khác cố tình hoài nghi nàng, chúng ta thân là giáo sư, nếu như không thể chủ trì công đạo, giúp nàng nói câu, nàng về sau như thế nào tại trong lớp sinh hoạt. Diệp ngang. Khi ngài như thế nào không cho ta chủ trì công đạo. Triệu Hoa. Ta này bất chính tại hỏi ngươi sao. Khi ta không tiếp thụ ta tội danh, hiềm nghi cũng không được ta muốn cầu công đạo, là sạch sẽ. Diệp Ngang nói, ngài nếu nói ra khỏi miệng, nên vi chính mình nói phụ trách. Triệu Hoa, ta luôn luôn tại vi ta nói phụ trách, ngược lại là ngươi luôn luôn tại trộn đổi khái niệm. Diệp Ngang, không là ta trộn đổi khái niệm, mà là ngươi theo ta tố cầu không giống mà thôi. Ngài tưởng cấp cho ta định tội, mà ta tưởng muốn tìm xuất chân tướng. Triệu Hoa, ta cũng tại tìm chân tướng ta cấp ngươi nói chuyện cơ hội, là ngươi chính mình không thể cấp xuất giải thích. Có thể hiện tại vấn đề lớn nhất không là ta có hay không trộn đề, này đối ta mà ngôn căn bản không phải vấn đề, ta rõ ràng biết ta cùng chuyện này không có quan hệ, đương nhiên không cần giải thích. Diệp Ngang nói, ta cái gọi là chân tướng là chỉ, tìm ra ai tại ta gói to trong phóng phần này bài thi. Triệu lão sư tự hồ không nguyện ý theo ta đạt thành chung nhận thức. Hai người đối chọi gây gắt, triệu hoa hung hăng nuốt xuống một hơi lão lưu đau đầu đạo các ngươi đều biệt xảo lưu lão sư lưu lão sư ngươi nghe một chút rõ ràng bị lục soát đồ vật người là nàng nàng lại không hề có căn cứ mà đi hoài nghi cái khác đồng học đây là ta căn cứ nhân sinh trải qua làm ra hợp lý suy đoán mang có cá nhân cảm tình sắc thái nhưng làm người bị hại lời chứng như trước có thủ tính chờ đợi nghiệm chứng giá trị diệp ngang nói thật hoặc là giả khảo một lần chẳng phải sẽ biết. Nếu như là ta sai, ta thành thẩn hướng nàng giải thích. Triệu Hoa. Không được. Đây là tôn nghiêm vấn đề. Diệp Nhan. Khi ngài bây giờ là tại giày xéo ta tôn nghiêm. Triệu Hoa mấy phiên bị đổ, không thể nhịn được nữa, gọi đạo. Ngươi không cần được một tất lại muốn tiến một thước. Các ngươi tình huống căn bản không giống. Lão Lưu. Cho nên nói biệt xảo đây không phải là hai người các ngươi người liền có thể thương lượng suốt kết quả sự tình. Có thể hay không nghe chúng ta nói chuyện. Diệp ngang buông tay. Lục ban đồng học dây thường xuân nhất dạng mà trường đầy văn phòng chỉnh phiến đại môn, cực hảo mà thể hiện người trẻ tuổi thân thể mềm dẻo tính. Diệp hạo học tốc độ đủ khoái, chiếm đoạt tốt nhất vị trí. Ghé vào cạnh cửa, đem lỗ tai hướng cửa sắt dán khẩn một chút, ngón tay đặt tại trên môi, tỏ ý mọi người an tĩnh. Thẩm Quát chiếm một cái giác, cũng tại nghiêm túc nghe Thanh. Chính là trừ bỏ Triệu Hoa cùng dịp Ngang tương đối kích động nói mấy câu ở ngoài, này ý kiến của hắn đều nghe không rõ ràng. Chung quanh Liên Can đồng học nôn nóng chờ đợi. Thế nào a? À? Thẩm Quát. Xuyệt, ngươi đặt sao ngược lại là nói a? À? Thẩm Quát. Biệt túng ta. Tại lão Lưu Phát Uy gầm lên giận dữ sau đó, bên trong thanh âm biến đến càng nhỏ tạm thời tham nghe không được hữu dụng tin tức thẩm quát hút ra đám người giảng ra tứ chi điều chỉnh một chút chính mình tư thế triệu hoa tuyệt bức có vấn đề thẩm quát tựa vào trên tường nhỏ giọng nói liền nàng như vậy người tại trong ban nhìn thấy diệp ngang cầm tác tệ chứng cứ làm sao có thể như vậy lãnh tĩnh mà gọi nàng cùng chính mình đi khẳng định hận không thể quản bà cáo chi trước quan một phen lại nói diệp hạo học nói ở trong lòng ngươi nàng là có bao nhiêu sao vô sĩ? Nàng chỉ tại trong lòng ta vô sĩ sao? Thẩm quát kinh thường đạo, nàng trước sau như một, hơn nữa đối đãi đại gia đều đối xử bình đẳng. Diệp hạo học nói, Nga ta đáng thương tiểu quát quát, ngươi không biết đôi ta có không giống người thường trưởng thành trải qua sao? Chỗ nào tới đối xử bình đẳng a? Triệu hoa lớn lên quả thật phiêu lượng, là cái mỹ nhân. Bình thường làm từng bước mà soạn bài giảng đề, Tuy rằng nghiệp vụ trình độ cao siêu không đi nơi nào, có thể cũng sẽ không nhàn đến đảng đau tổng cấp học sinh tìm phiền toái. Chỉ có thẩm quát, vẫn luôn trường tại nàng trong ánh mắt, nhượng nàng cách tam kém ngủ mà liền tưởng muốn nhổ hoặc ma bình. Cố tình thẩm quát này người. Hắn thật là khỏa có phùng trứng gà, chính là triệu hoa nhất định phải phạt hắn, cũng tìm cho ra hợp lý lý do. Ngược lại là điêu một thuần cho nàng kéo không thiếu cừu hận. Nếu không là dịp ngang đến, triệu hoa mục đích cùng ác ý bộc lộ ra đến, đồng học chỉ sợ còn không có như vậy rõ ràng mâu thuẫn cảm xúc. Lần này, nàng hấp dẫn cừu hận kỹ năng, rốt cục từ bị động thăng cấp thành chủ động. Diệp hạo học cao mày nói. Diệp ngang giống như nói nàng muốn trọng khảo. Có thể A, à, lại khảo cái 100 ngủ không thì tốt rồi. Diệp hạo học. Nhưng là triệu hoa không đồng ý. Có bệnh đi. Còn không cho người tự chứng trong sạch. Dịp hạo học Bởi vì dịp ngang tưởng cùng điêu một thuần cùng nhau khảo Mọi người hoang mang, lại không tưởng như vậy không xong, suy đoán đạo Tưởng cách ứng một chút lão triệu Thẩm quát Cho nên kết quả ni Còn không có kết quả Dịp hạo học nói, ta không biết a à, này trong phòng làm việc ai định đoạt Mặt khác người thanh âm ta đều nghe không được Trước mắt bên trong tối có có quyền lên tiếng chính là tổ trưởng nhưng kéo dài bối cảnh trong tối có có quyền lên tiếng chính là triệu hoa. Tiểu béo ai tháng? Xong rồi. Thẩm quát hừ nói. Nàng nghĩ đến Mỹ. Hắn đào lấy điện thoại ra, nương tựa bên tường trốn đi, phiên xuất liên hệ người, tốc tốc phát đi. Thẩm quát. Quy. Thẩm quát. Tại sao? Một phút đồng hồ, đối diện không hồi. Thẩm quát nổi giận. Nổi giận một giây, lại nhẫn xuống đến. Hắn biết thẩm lịch dương hiện tại nhất định tại nhìn di động. Thẩm quát. Trước tiếp ngươi điện thoại nữ sinh kia, nàng lần này thành tích, tăng thêm thính lực 700 đa phần. Đối diện quả nhiên thần tốc hồi phục. Thẩm lịch dương. Các ngươi nguyệt khảo. Thẩm lịch dương. Ngươi thành tích nhiều ít. Thẩm quát. Thẩm quát. Đây là trọng điểm sao? Ngươi biết 700 phân là cái gì khái niệm sao? Chúng ta đi năm trạng nguyên mới 700 hơn 40 phân. Thẩm lịch dương. Ta biết A, à, ngươi gấp 2. Thẩm lịch dương. Như thế nào? Tưởng muốn tiền cùng nàng học bổ túc A. À. Thẩm lịch dương ngậm căng yên ha hả cười lạnh. Khi đồng học thành tích như vậy hảo đến nhị trung làm chi? Hạ phàm lịch kiếp sao? Hiện tại hài tử đều một bộ một bộ, đáng tiếc hắn lão tử không là cái ngu xuẩn phàm nhân điền thượng hết thảy có hố khả năng hắn là cái tùy tiện nhảy người sao thẩm quát chịu đựng tạp di động xúc động tiếp tục biên tập thẩm quát thành tích của nàng quá tốt hiện tại bị ngươi tiểu triệu ô miệt trộn đề tác tệ đưa đến văn phòng tiếp thu thẩm vấn thẩm lịch dương thẩm quát cho nên nàng quyết định tự chứng trong sạch tìm phần bài thi lại thảo một hồi chứng minh thực lực của chính mình, chính là ngươi tiểu triệu không cho phép. Thẩm Lịch Dương, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Ngươi như vậy đối với ngươi lão tử thố từ. Tháng này tiền tiêu vặt ngươi còn muốn sao? Thẩm Quát, đây không phải là ngươi tiểu triệu chẳng lẽ còn là ta? Thẩm Quát, nàng yêu cầu ngươi tiểu triệu ngoại sinh nữ cùng nàng cùng nhau khảo, bởi vì kia điêu dân rất khả nghi, chính là ngươi tiểu triệu vẫn là không cho phép nhất định phải hát nàng. Thẩm quát. Ta đồng học thật tốt một người, hai lần ba lượt bị ngươi tiểu triệu tìm tra, ngươi nói ta về sau còn như thế nào cùng nàng làm đồng học. Ngươi ngạnh sinh sinh bôi đen ta lương tâm. Thẩm quát. Ngươi chính mình nhìn làm đi. Đối diện không có hồi âm, thẩm quát biết hắn là xác minh đi. Thẩm quát phát hoàng vẫn là sinh khí, lại phát rồi một đống tin ngắn đi qua cho hả giận. Thẩm quát. Các ngươi này đó đại nhân có phải hay không đều một cái hình dáng a, à, vô sĩ, mắt cao hơn đầu, tự cho là thông minh, lạm dụng chức quyền. Không quen nhìn người khác ưu tú, tổng cho là mình thông minh. Thẩm Quát, ngươi nói, ngươi vừa mới có phải hay không hoài nghi ta lừa tiền. Thẩm Quát, ta tối nhiều trẻ người non dạ thời điểm hướng ngươi đã lừa gạt ngươi ngươi cư nhiên nhớ đến bây giờ còn như vậy hoài nghi ta, ngươi đã xong chưa a? À? Thẩm Quát lừa ngươi tiền nhiều nhất không là ngươi tiểu triệu sao dựa vào thẩm quát ngươi quả thực là cố tình gây sự thẩm lịch dương bên kia đang tại phiên bọn họ hiệu trưởng dãy số hết thảy trở về nhìn thấy một đống mắng chính mình nói nhất thời không lời gì để nói dựa vào thẩm lịch dương cũng cả giận lão tử là thiếu ngươi này tiểu thằng nhóc trong phòng làm việc còn tại giằng co triệu hoa không nhượng bộ diệp ngang thái độ cũng cường ngạnh những chúng lão sư đều rất u buồn. Bọn họ là thật chưa thấy qua giống dịp ngang nhất dạng sức chiến đấu như vậy cường học sinh. Phổ biến đến nói sẽ trước nhận thua đều là học sinh cùng gia trưởng, bởi vì hiện hữu chứng cớ đối bọn họ bất lợi, mà bọn họ sẽ tận lực mà tránh cho phá hư còn cần tiếp tục ở chung sư sinh quan hệ. Triệu Hoa mắt nhìn di động, phiền táo, sách, một tiếng. Nàng rõ ràng cấp dịp ngang phụ mẫu gọi điện thoại, như thế nào còn chưa tới. Đây là bọn hắn nữ nhi sao?" Một bên nam lão sư để điện thoại di động xuống, bỗng nhiên nói rằng: "Vừa mới Chu lão sư gọi điện thoại lại đây, hắn nói chuyện này rất nghiêm trọng, hiệu trưởng đã biết. Nhất thiết phải làm rõ ràng tiền căn hậu quả, nhưng chúng ta đừng vội xử lý." Triệu Hoa Nguyên bản ngồi ở một bên sinh khí, kinh ngạc một cái chớp mắt, chất vấn đạo: "Chúng ta bên này kết quả nguyên nhân đều không làm rõ ràng, ngươi trực tiếp nói cho hiệu trưởng làm cái gì?" khi danh lão sư lấy di động sững sờ ở đương trường a à, hắn ủy quốc đạo không là ta nói nha hiệu trưởng chính mình tìm chu lão sư hắn nói hắn đợi chút nữa tới rồi hiệu trưởng nói đợi chút nữa lập tức liền chạy tới hắn bò thượng thang lầu liền nhìn thấy phía trước hành lang thượng chật nít học sinh kính không kẻ hở mà ngăn ở hắn muốn đi địa phương trở về phòng học đi hiệu trưởng oanh tán mọi người tự học buổi tối không hảo hảo học tập, tác nghiệp đều viết xong sao. Thẩm quát nói. Chúng ta quan tâm đồng học. Hiệu trưởng. Biết, nhanh lên trở về phòng học. Nha hiện tại học sinh một mỗi cái. Hắn vặn ra bắt tay, đi vào. Văn phòng nội một mảnh an tĩnh. Hiệu trưởng phản thủ tướng môn khép lại, thản nhiên nói. Ân, nói một chút đi, xảy ra chuyện gì? Lưu lão sư chờ hiệu trưởng đem sự tình làm rõ ràng phát hiện thế nhưng cùng hắn nghe được không sai biệt lắm hắn tà liếc triệu hoa một mắt thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi nắm bắt ngón tay của mình hoảng hoảng nói chuyện này ta ý là không thể dễ dàng có kết luận mọi người gật đầu hiệu trưởng giữa mày nếp nhăn tể cùng một chỗ vô luận là học sinh trộn đề vẫn là học sinh trộn đề sau hãm hại một người khác học sinh tình hình đều rất nghiêm trọng ta giáo còn chưa từng phát sinh quá như vậy ác liệt sự tình này quan hệ đến ta giáo phong cách trường học vấn đề nhất thiết phải nghiêm trảo tàn nhẫn trảo như thế nào điều tra cùng học sinh cái gì tự tôn gì gì đó không có quan hệ là trường học của chúng ta nội bộ sắp xếp ra học sinh hẳn là chủ động phối hợp triệu hoa nhìn thấy hiệu trưởng lại đây chỉ biết chuyện này tiểu không tim đập bắt đầu gia tốc có loại dự cảm bất tường Hiệu trưởng đục ánh mắt nhìn về phía Diệp Ngang, tán thưởng đạo. Ân, Diệp Ngang đồng học cũng rất hảo a, à, tuy rằng bị hoài nghi, chính là nàng không vội không nóng, đề xuất biện pháp nha, ta cảm thấy đỉnh khả thi. Nàng nguyên lai mãn phân người, cũng dám nói lần nữa lại khảo một lần, không có sợ hãi, có cái gì không hảo a? À. Triệu Hoa, chính là nàng muốn cái khác học sinh bồi nàng khảo. Hiệu trưởng, chúng ta không có tuyệt đối chứng cứ chứng minh chính là nàng làm, kia chỉ riêng hoài nghi nàng một cá nhân rất không công bình, mỗi cái đồng học đều có hiềm nghi. Đúng vậy, chỉ riêng hoài nghi một cá nhân rất không công bình. Triệu Hoa nói, nàng chỉ riêng hoài nghi một cái điều một thuần, cũng rất không công bình. Hiệu trưởng tán thành. Ngươi nói đến có đạo lý. Triệu Hoa tùng khẩu khí. Như vậy hảo. Không quản tuyển ai đi ra khảo, tuyển vài cái người đi ra khảo cuối cùng đều sẽ tạo thành hiểu lầm cùng thành kiến nói không bằng liền cả lớp cùng nhau khảo hảo như vậy tổng sẽ không không công bình đi hiệu trưởng nói liền đương một tiết phổ thông tùy đường trắc thí có thể đi học sinh nhiều làm nhất trương bài thi cũng mới có lợi cái khác ba người biết cũng không có gì để nói hắn không chờ triệu hoa lại nói nâng lên đồng hồ đeo tay đạo hiện tại vừa vặn đệ nhất tiết tự học buổi tối bắt đầu một nửa đóng dấu hoàng bài thi, từ thứ hai tiết khóa bắt đầu khảo, đến tự học buổi tối kết thúc hẳn là không sai biệt lắm đi. Tìm trương ngày thường chưa làm qua quyển tử đi ra, lâm thời quyết định, đối đại gia đều công bằng, thế nào? Lão Lưu, ta cảm thấy có thể. Này dư lão sư cũng sôi nổi gật đầu. Hảo, triệu hoa con mắt chuyển động, liền nghe hiệu trưởng ngữ khí tùy ý mà nói rằng. Nếu là lục ban học sinh xảy ra vấn đề, Triệu lão sư là lục ban lão sư, vì tị hiềm, phần này bài thi vẫn là quý lão sư xuất hảo. Quý lão sư, có thể chứ? Bị điểm danh số học lão sư gật đầu. Hiệu trưởng trực tiếp đánh nhịp. Hảo, cứ như vậy quyết định. Ta tự mình giám thị. Lưu lão sư ngươi theo ta cùng nhau. Chương 15 Ta yêu học tập 15 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Thứ hai tiếp tự học buổi tối, hiệu trưởng cùng lão lưu phủng một sấp mới vừa đóng dấu bài thi tiến vào phân phát, những đồng học đem trên bàn đồ vật đều thanh đi xuống, bắt đầu tính theo thời gian cuộc thi. Điêu một thuần cầm cục tẩy, có chút luống cuốn, liên tiếp nhìn về phía cửa sau. Triệu Hoa đứng ở che bóng chỗ, lập tức không có chủ ý, nàng cắn ngón tay, lặng lẽ thối lui đến nhà cầu cấp phó hiệu trưởng gọi điện thoại. Người đối diện nghe được một nửa, đã tức đến khó thở hắn không nghĩ tới triệu hoa sẽ bối hắn làm việc này chuyện này định rồi sao các ngươi liền gấp thành như vậy ta nói lại nhìn chuyện này căn bản còn không có định ni có lẽ có biện pháp khác ngươi sao ngươi không hiểu biết như thế nào làm việc ngươi liền biệt làm a à, ngươi cho là lão sư này hành nghiệp đơn giản như vậy nhìn thấy gia trưởng đối với ngươi khách khách khí khí liền ai đều dễ khi dễ a à, ngươi là ngốc sao triệu hoa oan đạo không là ta phóng thật không là ta phóng. Ta lúc ấy chính là tại phòng học mặt sau nhìn thấy, còn có cái khác học sinh tại, vậy ngươi nói ta lúc ấy có thể không quản sao. Triệu hoa ngừng hạ, hậu tri hậu giác đạo. Nàng không là tại hố ta đi. Cố ý muốn đem sự tình nháo đại. Phó hiệu trưởng. Thuần thuần còn chưa trưởng thành, ngươi cũng là cái tiểu hài như sao. Chuyện này ngươi vì cái gì không trước theo ta thương lượng. Còn có, Ngươi vì cái gì muốn đem cử đi học sự tình nói cho thuần thuần? A, à, có kết quả sao? Nhượng một cái cao tam học sinh đi theo ngươi cùng nhau lo lắng Hải Hùng. Ngươi đầu óc sẽ không nhiều ngẫm lại sao? Triệu Hoa, nàng thật không có gì học tập thiên phú. Thượng cao trung sau đó thành tích một lần sau một lần kém, còn lão nói là bởi vì ta nhượng nàng đọc nhị trung. Ngươi đủ, ta nhìn chính là từ ngươi cho nàng mù cam đoan cái gì cử đi học bắt đầu nàng mới không tâm tư học tập. Nàng sơ trung thành tích như vậy hảo, tất cả đều cấp ngươi dạy hư. Người đối diện vô cùng đau đớn đạo, ngươi có biết hay không nàng cả đời khả năng đều nhượng ngươi làm hỏng. Đều là lỗi của ta. Triệu Hoa, ba. Phó hiệu trưởng nói. Ngươi ổn đừng động, ta hiện tại lại đây. Không kinh ta đồng ý không cần lại làm tự chủ trương. Phó hiệu trưởng cúp điện thoại, phủ thêm áo khoác, chuẩn bị đi xe về trường học. Cao khảo toán học cuộc thi thời gian là 2 giờ. Nhị trung một tiết khóa tứ 15 phút, cuối cùng một tiết tự học buổi tối muốn nhiều hơn 15 phút, tăng thêm khóa gian nghỉ ngơi, cuộc thi khi trường cộng hoàn toàn 15 phút. Hiệu trưởng nhượng chậm lại 5 phút đồng hồ, đến cái chính quy điểm trắc thí. Linh vang sau đó, còn lại lớp đồng học đến bên này thăm quan hạ, sau đó cười hì hì đi ra. Cuối cùng giao hoàng quyển, Lục Ban học sinh lưu trữ không đi, tưởng chờ đợi kết quả. Chu Điềm Điềm hỏi: "Hôm nay buổi tối phê duyệt sao?" Hiệu trưởng nói: "Phê." Đều là đương lão sư người, ai không học quá toán học. Hiệu trưởng đem còn giữ lão sư cũng gọi lại đây, giúp đỡ chấm bài thi. Năm sáu danh lão sư cộng đồng duyệt một cái lớp bài thi, kia tốc độ là trong chớp mắt sự tình. Tại hiệu trưởng nhìn chăm chú hạ, đương trường phê chữa đương trường phát phóng. Diệp ngang, một lão sư thốt ra, thấy mọi người vọng đến, lại lập tức phóng giọng thấp lượng che giấu xấu hổ. Nga, 143 phân. Này đạo đề tại toán cộng giải toán thời điểm ra cái sai lầm, nhưng mặt sau bước đi cùng phương pháp đều là đúng. Cẩn thận một chút nói là được rồi. Mọi người tùng khẩu khí, còn có loại cộng đồng quan vinh cảm giác. Hiệu trưởng vừa lòng, lại ôm nhu hỏi ý kiến nói có phải hay không rất khẩn trương nha, lần sau cuộc thi muốn cẩn thận làm. Cao khảo trong nhất phân đều là rất trọng yếu. Diệp ngang cầm tập vỡ thở dài. Nghe được đồng học nhất thời giận dữ. Đủ A, à, thỉnh thu liễm một chút ngươi này đáng giận học bá khí tức. Cơ hồ ngay tại hiệu trưởng vừa dứt lời, một người khác lão sư cầm điêu một thuần quyển tử đứng lên, không trên một tiếng mà đưa cho hiệu trưởng. Điêu một thuần thảo 111 phân cùng trước 130 nhiều trên lệch có chút đại. Hiệu trưởng ngẩng đầu, mang theo cảm giác áp bách tìm tòi nghiên cứu ánh mắt quét đi qua. Điêu một thuần sắc mặt tái nhợt, cái trán đều là mồ hôi lạnh. Nàng miếng môi, nhỏ giọng nói. Ta đau bụng, đến kỳ kinh nguyệt, đề mục đều thấy không rõ lắm. Nàng bộ dáng này phi thường có thể tin. Hiệu trưởng như có điều suy nghĩ mà trầm ngâm một khắc. Ân. Triệu Hoa cùng phó hiệu trưởng đi tới giáo cười dài nói. Đã trễ thế này ngươi còn lại đây. Phó hiệu trưởng. Đúng vậy đã trễ thế này, những học sinh đều đi nghỉ ngơi đi. Hiệu trưởng đối với mọi người đạo. Đều nhanh lên trở về, ký túc xá muốn tắt đèn. Diệp hạo học. Khi kết quả ni. Hiệu trưởng trực tiếp nói. Ta cảm thấy lấy Diệp ngang đồng học trình độ, không tất yếu trộn đề. Húng chi này chỉ là một cái nguyệt khảo, nói như thế nào cũng không hợp với lẽ thường trường học của chúng ta không thể ô miệt một cái có tiền đồ lại nỗ lực học sinh mọi người đúng vậy phó hiệu trưởng đi theo cười nói dịp ngang thực lực như vậy rất vui mừng chúng ta nhị trung năm nay hắc mã a dịp ngang đồng học ngươi muốn bảo trì hảo hảo học tập không cần bị ảnh hưởng tới tâm tình sang năm cao khảo ngươi có thể là của chúng ta quân chủ lực Dịp hạo học đang chờ thẩm quát phát ra tiếng quay người lại phát hiện người thế nhưng không thấy vì thế chỉ có thể chính mình một cá nhân ồn ào khi đề khẳng định là bị người trộn đi ai làm a à? lục ban học sinh không hẹn mà cùng mà nhìn về phía triệu hoa bọn họ đều tưởng triệu hoa làm triệu hoa lần này thật là vô tội bối cái hát qua cũng là nên vẫn không thể phủ nhận phó hiệu trưởng nghiêm túc một chút đầu là Chuyện này quá đáng, ta đều không thể tin được học sinh có thể làm suốt chuyện như vậy. Không biết là ai ghen tị một cái như vậy học sinh ưu tú. Triệu Hoa A, ngươi nhất định muốn hảo hảo hồi ức một chút, ngươi cái này quyển tử là cái gì thời điểm, có khả năng bị học sinh trộn đi. Muốn biết chân tướng không là rất đơn giản sao? Diệp Hạo học nói, sau một chút lần này cùng Nguyệt Khảo thành tích, lại sau một chút Nguyệt cuộc thi quyển theo các ngươi kia trương thảo quyển thượng đề mục. Trình độ phật phòng đại, trùng hợp đề mục lại đều làm đối người, hơn phân nữa chính là trộm quyển tử người a. Triệu Hoa nói, một lần thành tích phật phòng là rất bình thường. Diệp Hạo học ngươi chỉ hướng tính cũng quá cường. Diệp Hạo học, khi nhiều khảo hai lần bái, xác suất học nói như thế nào tới? Hàng mẫu số lượng đầy đủ nhiều thời điểm. Triệu Hoa, đồng học ngươi như vậy hùng hổ dọa người làm cái gì? Diệp hạo học thầm nghĩ chính mình này nào gọi hùng hổ dọa người A, vất tay đạo. Sư phụ, ngươi thường. Diệp ngang ngồi ở vị trí, cả người lẫn vật vô hại mà cười. Thẩm quát ngồi xổm từ phía dưới bàn lén lút ghi hình, chụp hoàng sau chia thẩm lịch dương. Phim nhựa thêm tái quá chậm, thẩm quát trực tiếp văn tự hồi phục. Thẩm quát. Đã thi xong. Thẩm lịch dương câu đầu tiên hồi vẫn là. Ngươi thành tích thế nào? thẩm quát một câu dựa vào chôn dưới đáy lòng thẩm quát người tiểu triệu sắc mặt không đại hảo a nàng ngoại sinh nữ khảo đến tặc kém thẩm quát dịp ngang như trước khảo đến rất hảo lớp chúng ta đệ nhất thẩm lịch dương từ hiệu trưởng chỗ nào nghe được chân tướng đương trường liền bị sợ ngây người hắn thật sự không nghĩ ra một cái thành tích như thế nổi trội học sinh vì cái gì luẩn quẩn trong lòng muốn từ thực nghiệm chuyển tới nhị trung đến trực giác nói cho hắn biết không thể tại chuyện này thượng nhiều so đo, không phải sẽ bị cười nhạo. Thẩm quát. Chân tướng bãi, ngươi xem rồi làm đi. Đừng nói cho ta liền tính như vậy. Thẩm lịch dương. Ngươi muốn nói ai? Điêu một thuần sao? Hiện tại cũng không chứng cớ chứng minh là nàng làm, ngươi chờ hiệu trưởng tra hoàng lại kết luận. Thẩm quát. Ngươi liền tiếp giúp cho ngươi tiểu triệu nói chuyện đi các ngươi đại nhân đều một cái dạng ha hả sự tình làm chuyển cái đầu liền không nhận thẩm quát chó má chứng cứ chân tướng là cái gì các ngươi trong lòng rõ ràng thẩm lịch dương ngươi muốn là tưởng bảo trì công chính tại không chứng cớ thời điểm kia liền đều biệt tính không cần mang theo ngươi tư nhân cảm tình làm việc thẩm lịch dương này cùng tiểu triệu căn bản không có quan hệ hảo sao thẩm lịch dương ngươi mới là ta nhi tử. Thật sự là bạch sinh. Diệp Ngang nói. Nếu trộm quyển tử nói, có thể sẽ không chỉ trộm nhất trương đi. Diệp Hạo học một cái bước xa vọt tới, điêu một thuần lúc này gắt gao đè lại khóa bàn bản, thét to. Ngươi muốn làm gì? Nếu như không có các ngươi làm như thế nào? Các ngươi như vậy vu hãm ta dựa vào cái gì? Triệu Hoa ngăn lại. Làm gì? ngươi đây là xâm phạm người khác riêng tư dịp ngang nói xong trước mở ra chính mình khóa bàn bàn bản nếu có thể chứng minh trong sạch ta ngược lại là đỉnh vui lòng các ngươi tùy tiện tìm a à. Điêu một thuần sắc mặt đỏ lên hô hấp dồn dập ngươi có ý tứ gì nếu ta cho ngươi sưu không có ngươi làm như thế nào dịp ngang ta nói ngươi không cần quá phận dịp ngang không trên một tiếng chủ động đem khóa bàn trong đồ vật từng kiện lấy ra trảo gáy sách run rẩy, sau đó ném xuống đất thượng. Chậm rãi liền ném một mà. Nàng không nói, nhưng ý tứ rõ ràng. Không khí xấu hổ mà căng chặt. Điêu một thuần trực tiếp khóc đi ra. Nhận nàng sư. Triệu hoa đi qua ôm lấy điêu một thuần, nói rằng. Chúng ta gia người chịu không được này ủy khuất. Điêu một thuần che ánh mắt, thanh âm khàn khàn đạo. Ngươi sư, biệt đặt sao minh lý ám lý mà hãm hại ta. Diệp hạo học cùng điêu một thuần chung quanh đồng học hai mặt nhìn nhau, nhưng không có động thủ. Lão Lưu nói, hảo ta đến, các ngươi đều tránh ra. Học sinh lập tức tản ra. Lão Lưu tận lực không lộng loạn nàng cái bàn, đem thư cùng tập vỡ một bản bản lấy ra, từ thành đạp quyển tử trong tìm kiếm khả nghi địa phương. Diệp ngang bỗng nhiên nói, bài thi khả năng đã ném. Dù sao lưu trữ rất nguy hiểm. Nhưng là... Dịp ngang một cái thở mạnh, tiếp tục nói. Bài thi thượng chỉ có đề mục không có đáp án, trước tiên lấy đến cũng muốn chính mình lại làm một lần. Cho nên bản nháp bản thượng hẳn là có tương quan ký lục, nếu không nghĩ tới muốn ném bản nháp bản nói. Điêu một thuần nghe được hô hấp mảnh đến cứng lại, Triệu Hoa cảm thấy trong ngực nhân thân thượng cơ bắp đều căng chặt, trong lòng thầm kêu không ổn. Thẩm quát gọi đạo. Diệp ngang ngươi là cái thiên tài a. À. Dịp Diệp ngang nhướng mày. Ân hừ, ngươi mới biết được. Lão Lưu Phiên xuất điêu một thuần bản nháp bản, còn có mấy trương đánh bản nháp giấy vụn. Điêu một thuần thấy thế gắt cao nắm triệu hoa tay, mặt bên cơ bắp run run. Hảo tại bởi vì nàng trước đang khóc, biểu tình vốn là liền dữ tợn, như vậy rất nhỏ biến hóa còn không tính như vậy rõ ràng. Chương 16 Ta yêu học tập 16 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Điều một thuần là cái tương đối chú ý nữ sinh. Nàng bản nháp bản cũng là sạch sẽ, một liệt liệt đánh tiếp. Chính là muốn tại hỗn độn bản nháp bản trung tìm quen thuộc cuộc thi đề mục, đây không phải là lão lưu trường hạng. Còn lại vài vị khoa học tự nhiên lão sư cũng có chút do dự, này muốn là phiên đi ra, không là đương phó hiệu trưởng mặt đắc tội hắn sao. Diệp Ngang nói, nếu là ta nói, kia liền ta tìm đến đi. Cuộc thi lần này đề mục ta đều còn nhớ. Lão Lưu suy tính qua đi, đem tập vỡ đưa qua đi. Cuộc thi trung sẽ xuất hiện đề mục cùng liệt thức dịp ngang đều rõ ràng ghi tạc đầu óc. Nàng cấp tốc phiên động, một tờ trang phiên đến trung gian, cuối cùng phóng hoảng, lại phiên hồi phía trước, ngón tay tại trang sách trung gian lướt qua. Mọi người về sau nàng có phát hiện, đính thở ngưng thần, chờ nàng kết quả. Cái này khẩn trương thời khắc, dịp ngang thế nhưng câu môi nở nụ cười. Nàng lại không nói gì, trầm mặt mà sau này lật xem. Phòng học mặt sau đồng hồ treo tường tích táp có tiết tấu mà đi tới, màu đen kim dây đi qua 12 điểm phương hướng, lại tiếp tục xuống phía dưới chuyển động. Hiệu trưởng xuyên giày da, thanh thúy mà dẫm tại xi si măng địa thượng đi xuống. Trong phòng học mỗi một giây đều bị phóng đại. Nhắc nhở sắp tắt đèn tiếng chuông chợt tại an tĩnh trong phòng học vang lên, Triệu Hoa mê muội bàn mà cả người rung lên, tầm mắt phiêu về phía sau mặt màu đen đồng hồ treo tường. Là ta. Điêu một thuần sụp đổ đạo. Ta chính mình nói, là ta ô ô. Diệp ngang buông xuống tập vỡ, đem trang mặt khép lại. Mặt không đổi sắc mà nhìn về phía điêu một thuần. Mọi người ồ lên. Lúc này ngược lại không người đi cười nhạo hoặc chỉ trích, chính là thổn thức tựa như đến phát ra vài cái ngữ khí từ này tràn trò khôi hài đến nơi này chỉ còn lại có buồn cười sau một lúc lâu trường hợp rất an tĩnh chỉ còn lại có điêu một thuần một cá nhân tại tê thanh khóc trống như có như không than nhẹ phó hiệu trưởng môi há há đối với mình ngoại tôn nữ vẫn là nói không nên lời cái gì nghiêm trọng nói hiệu trưởng giống là cái gì đều không phát hiện bình tĩnh nói đi về trước đi ngủ đi hôm nay đã quá muộn đều hảo hảo nghỉ ngơi ngày mai còn muốn lên lớp. Sau đó vài tên lão sư đi theo hắn cùng nhau rời đi, phó hiệu trưởng dắt điêu một thuần, đi ở cuối cùng, mang nàng về nhà. Mọi người thấy duy nhất đương sự dịp ngang. Lão lưu đi qua đi, cổ vũ mà vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Ngươi làm được rất hảo. Hắn nắm thật chặt ngón tay của mình, đi về nghỉ ngơi đi. Thẩm quát thấy lão lưu cũng đi rồi, mới từ cái bàn hạ chui ra, hỏi dịp ngang đạo ngươi làm chi không trực tiếp chỉ ra đến. Hắn dừng một chút nói. Dù sao, tự thú vẫn là bị chỉ chứng, kết quả đều nhất dạng. Chẳng lẽ còn có thể từ nhẹ xử lý. Cho nàng lưu chút dư mặt bái. Diệp ngang cúi đầu nói, đối với nàng mà nói không giống. Tuy rằng cũng không có gì dùng ha. Thẩm quát cảm nhận được một loại thứ người tên là nhân cách quan mang, hít sâu vào một hơi, cùng nàng kéo ra khoảng cách. Ngẫn tỉ. Chu Điềm Điềm cùng Uông Vũ đã triệt để luân hãm, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy sùng bái, đầu thượng lóe phấn hồng tiểu hoa. Diệp Ngang đem địa thượng thư nhặt lên, không có gì tâm tình chỉnh lý, trực tiếp đôi ở bên cạnh, nói. Ta trở về phòng ngủ. Một chúng tiểu đệ vây quanh nàng cùng đi ra. Đói sao ngẩn tỷ? Ta dẫn theo ta thích nhất sô-cô-la lại đây ni. Ngẩn tỷ có thể dạy dạy ta học tập sao? Ta tưởng biến đến với ngươi nhất dạng ưu tú. Diệp ba ba. Diệp hạo học từ phía sau câu thượng thẩm quát cổ, gọi đạo. Hoắc. Đừng nhìn, ngươi lại vào không được nữ sinh ký túc xá. Thẩm quát nước miếng phun ra. Lăng. Diệp hạo học. Ngươi mới vừa đang làm gì ni? Huynh đệ chờ với ngươi song vương kết hợp ngươi lại trộn lén trốn đi. Thẩm quát cầm lấy di động, tươi cười chậm rãi thu liễm chiến dịch. Thẩm quát đem vừa mới điêu một thuần thừa nhận hình ảnh phát đi qua. Nhận dịp hạo học cho hắn dẫn đường, hai người cũng hồi ký túc xá đi. Thẩm quát. Nhìn thấy sao? Ngươi muốn chứng cứ. Sự thật câu tại, lần này ngươi còn tưởng như thế nào cãi lại. Thẩm quát. Ngươi tiểu triệu. Thẩm lịch dương. Ngậm miệng. Thẩm quát. Ta bình thường đều là như vậy bị nàng hãm hại thẩm quát Chính là ngươi nhượng người như vậy lại đây dám thị ta. Ta không biến thái là bởi vì tâm lý cường đại. Ngươi đặt sao mỗi lần đều không tin tưởng ta. Thẩm Lịch Dương, ta chỉ nói là muốn giảng chứng cớ. Lời này có cái gì không đối? Thẩm Lịch Dương, làm rõ ràng một chút tử, ta là nhượng nàng lại đây đốc xúc ngươi học tập. Ngươi nếu có thể cho ta tranh điểm khí, ta đến đổi đè nặng ngươi học tập sao? ngươi cho là ngươi ba liền hảo quá ngươi ba chưa cho ngươi tức chết mới là tâm lý cường đại thẩm quát ngươi người như thế ngoài miệng đang nói gì đó muốn chứng cớ kỳ thật chính là hoài nghi ta thẩm quát liền nàng chờ ta học tập hảo cũng cho ta đến cái trộn đề khuyên lui sao thẩm quát nàng này thành tích có thể dạy ta cái gì nha dạy ta thượng chuyên khoa vẫn là dạy ta hãm hại người a Thẩm lịch dương Ngươi với ngươi lão tử nói chuyện có thể hay không biệt như vậy âm dương quái khí. Thẩm quát Ngươi đặt sao đối ta việc làm vẫn đều là bệnh thần kinh ni. Ta biến thái sao? Thẩm quát Điêu một thuần nàng ngoại công là phó hiệu trưởng, nàng tiểu di là cái lời nói dối tinh, ngươi liền phi đem ta đưa đến loại địa phương này đến độc hại, tùy ý triệu hoa nhục nhã ta, ngươi nhiều tiền không địa phương lãng phí, liền tai họa ngươi nhi tử đúng không? ngươi có bệnh đi thẩm quát ta biết các ngươi mặt sau sẽ là cái gì cách làm tiểu hài tử mà không hiểu chuyện bất quá chính là nhất thời xúc động ngộ nhập lạc lối cấp cái nhớ quá xử phạt ý tứ ý tứ đến tốt nghiệp trước lại tiêu rớt dù sao nàng ngoại công là phó hiệu trưởng mà sau đó làm như hết thảy không có phát sinh quá đối đi thẩm quát đều là bộ lộ ngươi cho là ta không biết thẩm quát có đôi khi ta đối với các ngươi thật sự quá thất vọng rồi. Các ngươi lấy như vậy làm gương mẫu đến giáo dục ta, còn cấp ta nói được như vậy nghĩa chính ngôn từ, mặt ni. Thẩm lịch dương thật sâu nhíu mày, bị kích đến thở không nổi. Tiểu tử này ha, tiểu tử này thật sự là. Hắn muốn cho hắn biết người thành niên thế giới là không hảo hiểu. Thẩm lịch dương xuất ra một cái khác công tác di động, cấp triệu hoa biên tập tin nhắn. Trên xe, Triệu Hoa tin nhắn nhắc nhở vang lên, nàng vừa thấy gửi thư người là Thẩm Lịch Dương, lập tức khẩn trương, biết là Thẩm Quát hướng hắn ba cáo trạng. Lấy di động hoạt động hạ mông, điểm khai cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thẩm Lịch Dương Tiểu Triệu A Cái này dấu chấm lửng nhìn xem Triệu Hoa da đầu rung lên. Theo sát mà lại phát lại đây một điều. Thẩm Lịch Dương Nghe nói trường học hôm nay đã xảy ra một ít chuyện có người trộn quyển tử còn vu hãm đồng học. Triệu Hoa do dự một lát, không có đúng lúc hồi phục. Thẩm Lịch Dương Ta là kiên quyết chán ghét loại hành vi này, đây là có thể hảo hảo học tập hoàn cảnh sao? Đây là trường học sao? Ta nghe được thời điểm còn tưởng rằng là thẩm quát đang nói dối, kết quả phát hiện người kia ta thế nhưng nhận thức. Triệu Hoa lúc này một dọa. Thẩm Lịch Dương Quát quát mụ mụ khi còn tại thế, tối coi trọng ngươi vẫn cảm thấy ngươi là cái phải cụ thể nghiêm túc lại người thông minh ta cũng biết ngươi rất quan tâm thẩm quát đem hắn trở thành vãn bối của mình đến đâu bình thường chiếu cố hắn cho hắn cổ vũ ta kỳ thật là phi thường cảm tạ ngươi triệu hoa lập tức hồi đạo thẩm ca ngươi thật sự là nghiêm trọng thẩm quát là ta học sinh mà lại như vậy thông minh ta quan tâm hắn là bình thường về ngươi nói chuyện này chúng ta đương nhiên công bằng làm việc. Kỳ thật ta cũng thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ta cùng ngài nhất dạng khiếp sợ. Ta theo ta ba hiện tại đang tại xử lý. Hài tử này luôn luôn tại khóc, không biết là làm sao vậy, phỏng chừng là khoái cao khảo, trước mấy lần lại không khảo hảo, áp lực tâm lý quá lớn, lập tức không điều chỉnh lại đây, mới làm chuyện xấu. Nhưng vu hãm đồng học là thật không có. Ta vừa mới hỏi qua, thứ hai chúng ta không là dọn phòng học sao? Lúc ấy trong phòng học rất loạn, nàng tưởng vứt bỏ, kết quả ném đến dịp ngang đặt ở thùng rác bên cạnh gói to trong. Nàng cũng không chú ý, liền bị dịp ngang tìm đến. Nàng liền một cái 17 tuổi tiểu nữ sinh, làm sao có thể như vậy ác độc ni? Ngài cũng gặp qua điêu một thuần, nàng từ sơ trung khởi thành tích liền phi thường hảo, lấy quá rất nhiều lần tam đệ tử tốt. Là cái có chút nội hướng thẹn thùng nữ sinh. Triệu Hoa tại liều mạng giải thích, liền thu được một điều tin nhắn. Thẩm Lịch Dương Nga, ta nghe quát quát nói, chỉ riêng trộm quyển tử, chính là muốn làm khuyên lui xử lý. Triệu Hoa nhìn thấy này điều tin nhắn, oán hận cắn răng. Ba. Triệu Hoa hô, làm sao bây giờ a? À? Thẩm quát bên kia còn không có tạm ngừng, thẩm lịch dương hai cái di động, vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Thẩm quát to thẩm lịch dương. Ta đối với ngươi quá thất vọng rồi. Ngươi thân là một người nam nhân hứa hẹn đi. Ngươi thân là phụ thân làm gương mẫu đi. Thẩm Lịch Dương To Triệu Hoa. Chỉ riêng từ nhất phương góc độ suy xét, rất dễ dàng nhượng cái khắc học sinh đối với các ngươi thất vọng a. À, dù sao người bị hại cũng rất vô tội. Lần này nếu không là nàng đủ kiên quyết, thực lực lại không bị ảnh hưởng, phát huy đến rất hảo, nói bất định liền bị hại. Thẩm Quát To Thẩm Lịch Dương ta cảm thấy ngươi yêu cầu tỉnh lại một chút. Ta hiện tại muốn kéo hát ngươi. Thẩm lịch dương to triệu hoa. Ta cảm thấy ngươi có thể nhiều nghĩ lại một chút, ta hiện tại không muốn nghe ngươi dư thừa giải thích. Thẩm lịch dương để điện thoại di động xuống, vội vàng cấp thẩm quát đánh 2.000 đồng tiền lấy làm trấn an. Thẩm lịch dương. 500 ngươi lưu trữ làm sinh hoạt phí, mặt khác 1.000 ngủ cho ngươi đồng học, nhượng nàng nhiều giáo giáo ngươi học tập là học bổ túc lao động thù lao. Thẩm quát đã kéo đen, không thu được thẩm lịch dương cuối cùng một điều tin nhắn, nhưng là nhận được ngân hàng chuyển khoản nhắc nhở. Qua. Thẩm quát gọi đạo, ta ba bỗng nhiên hào phóng như vậy. Hắn đây là chột dạ sao? Diệp hạo học. Chúc mừng chúc mừng. Thẩm quát sờ cầm, cao hứng đạo. Thỉnh ngươi ăn khuya. Đi. Hai người thừa dịp tắt đèn trước cuối cùng một chút thời gian, Phi cũng tựa như mà chạy hướng siêu thị. Ngày hôm sau, Điêu Một Thuần chưa có tới trường học. Triệu Hoa cũng xin nghỉ, những cách vách lão sư lại đây dạy thay. Xế chiều hôm đó, trường học liền tuyên bố, đối Điêu Một Thuần làm khuyên lui xử lý. Tin tức này đi ra, đánh đến sở hữu người trở tay không kịp. Thế nhưng trực tiếp khuyên lui. Nàng ngoại công chính là phó hiệu trưởng A. Trong trường học bắt đầu có người suy đoán, hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng bất hòa, rốt cục tại chuyện này thường xé rách mặt. Hiệu trưởng có chút ủy khuất. Rõ ràng là phó hiệu trưởng tự mình nói với hắn phải như vậy xử lý. Bất quá, thẩm lịch dương đã minh xác cùng hắn đề cập qua hai lần, cho dù phó hiệu trưởng không chủ động, hắn cũng sẽ chủ động. Nhưng hiện tại song phương còn có thể bảo trì hài hòa quan hệ, thật sự là không thể tốt hơn. Vào lúc ban đêm, ngày hôm qua vắng học chưa có thể lên sân khấu dịp phụ dịp mẫu rốt cục lửng thưởng đến muộn. Chương 17 Ta yêu học tập 17 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dịp phụ dịp mẫu đi trước văn phòng mắt nhìn, phát hiện không người, lại đi đến phòng học cửa sau. Dịp ngang đang tại cấp thẩm quát kể chuyện xưa, giáo hắn viết đề. Thẩm quát thâm thụ hãm hại, hô mau tới người lại đây thu nàng. Diệp phụ Diệp mẫu nghe vậy tâm tình vũ kém, quát. Ngươi đi ra. Thẩm quát quay đầu thời điểm, hai người đã đi ra ngoài, hắn chỉ cảm thấy vừa rồi kia ngữ khí rõ ràng không tốt, hỏi. Bọn họ ai sao? Ba mẹ ta. Diệp ngang bình tĩnh buông xuống tập vỡ, ta đi một chút sẽ trở lại. Thẩm quát lúc này mới nhớ tới còn có như vậy một tra sự, lo lắng đạo. Không có việc gì đi. Hắn này hô đến cũng quá linh đi. Aladdin thần đèn đều không như vậy đúng giờ. Hắn này há mồm a. Hàng trước người cũng nghe được, đang tò mò vọng lại đây. Diệp ngang đưa tay tỏ ý, an tâm một chút chớ nóng. Nàng đi vào trên hành lang, đứng ở hai người đối diện, bảo trì một thước khoảng cách. Diệp phụ lạnh như băng hỏi. Các ngươi chủ nhiệm lớp ni. Diệp ngang. Đêm nay không làm việc đúng giờ. Diệp phụ khi các ngươi triệu lão sư ni dịp ngang một tiếng cười lạnh ta chỗ nào biết dịp phụ nhất thời bất mãn ngươi đây là cái gì thái độ ngươi nhìn xem ngươi ở trong trường học đều làm sự tình gì ngươi còn muốn chút mặt sao ngươi như thế nào liền biến thành hôm nay cái dạng này ngươi tương lai tưởng làm như thế nào ta làm sao vậy dịp ngang nói ta mặc không là ngài sinh sao ngươi, Diệp phụ khí bất quá, đưa tay liền muốn đánh. Bị bên cạnh Diệp mẫu ngăn lại. Thẩm quát đi gọi tới vật lý lão sư vừa lúc nhìn thấy một màn này, tại xa xa hét lớn. Dừng tay dừng tay. Không nên động thủ. Lục ban cửa lần thứ hai lộ ra một mỗi cái giật mình đầu nhỏ. Mau trở về. Vật lý lão sư gọi được song phương nhân mã trung gian, đối với đồng học huy xuống tay, mới hướng nhị lão đạo. Diệp ngang gia trưởng đúng không như thế nào hôm nay mới đến đi như vậy chúng ta văn phòng nói hảo đi hắn nói xong đem hai người cùng dịp ngang dẫn tới bên trong đóng cửa lại thỉnh hai người ngồi xuống lão sư ngài là nàng chủ nhiệm lớp dịp phụ nói thật sự là phiền toái ngài vật lý lão sư ta không là ta hiện tại giúp ngươi liên hệ một chút lưu lão sư xem hắn có thể hay không lại đây diệp phụ nhìn diệp ngang cũng muốn ngồi xuống lập tức mệnh đạo ngươi cho ta trạm vật lý lão sư một dọa quay đầu lại mới biết được đối phương không là cùng chính mình nói chuyện bước nhanh xuất văn phòng hướng lão lưu kêu cứu diệp ngang tự cố ngồi xuống điểu cũng không điểu đối diện lão lưu bình thường đều trụ ở trường học giáo công nhân viên chức ký túc xá từ bên kia lại đây liền thập đến phúc sự hắn nghe được tin tức sau lập tức bắt đầu thay quần áo chạy chậm xuất môn một mặt nhượng nhượng vật lý lão sư ổn định bọn họ ngàn vạn muốn ổn định vì cái gì muốn đánh đứng lên diệp ngang thật tốt học sinh a à. lão lưu buồn bực đạo như vậy diệp ngang nói chuyện tương đối hướng ngươi nhượng nàng trước bảo trì trầm mặt có hiểu lầm ta cùng nàng phụ mẫu giải thích vật lý lão sư nàng ba mẹ nói chuyện cũng rất hướng lão lưu thầm nghĩ xong rồi nếu như là di truyền nói đáp bờ diệp ngang sẽ muốn hắn mạng già khi liền nhượng hai người bọn họ tránh xa một chút ta liền nhanh đến vật lý lão sư lưu luyến không rời mà để điện thoại di động xuống đi trở về văn phòng bên trong không khí quả thực cùng xi măng nhất dạng cứng rắn động lại hắn làm cười rộ lên tưởng muốn phối hợp một chút mọi người gian bầu không khí há miệng nhìn thấy diệp phụ cắn người tầm mắt nhất thời liền không lên tiếng vẫn là biệt chờ lão lưu đến sách đạn đi lão lưu vô dụng bao lâu liền hướng lại đây nói chuyện thời điểm còn tại thở gấp gáp xả hạ áo khoác cười vương tay đạo diệp ngang phụ mẫu đúng không ta là trước liên hệ quá các ngươi chủ nhiệm lớp ta họ lưu chúng ta ngày hôm qua thật sự có việc không có thể lại đây ngại ngùng diệp phụ dùng sức nắm hạ hắn tay nói rằng thật sự là rất xin lỗi chúng ta thừa nhận sai lầm hy vọng giáo mới có thể xét suy xét, lại cho nàng một cái cơ hội. Ngươi xin lỗi cái gì? Diệp ngang tâm tình nháy mắt rơi xuống đáy cốc, đứng lên đạo. Ngươi dựa vào cái gì thay ta giải thích? Ngươi với ai giải thích ni? Diệp phụ giận mà chỉ hướng hắn. Ngươi, lão lưu cấp tốc đem hắn tay trảo trở về, hai tay nắm chặt lắc lắc. Đại gia hảo hảo nói chuyện, có phải hay không? Gia trưởng cùng học sinh chi gian là yêu cầu câu thông. Diệp Phụ. Nàng như vậy người như thế nào câu thông? Nàng trừ bỏ theo chúng ta đối mắng, căn bản sẽ không hảo hảo nói chuyện. Diệp nhan, Ngài như vậy mới không thể câu thông. Chỉ biết tự quyết định, không giảng đạo lý. Xuyệt. Lão Lưu đối với Diệp Ngan lắc đầu, tỏ ý nàng biệt xúc động, mới lại đối với Diệp Phụ cười nói. Đại gia đều lãnh tĩnh một chút không là. Có thể hảo hảo nói chuyện đại ca, ngươi không chính là nàng tác tệ trộn đề sự tình sao. Diệp phụ đau xót nói, ta không nghĩ tới nàng có thể làm suốt loại chuyện này. Là ta không giáo hảo. Lão lưu, ta chính muốn nói chuyện này ni, kỳ thật nó. Diệp ngang trực tiếp cướp lời nói đề, cười nhạo nói. Ta tác tệ. Ngươi nghe qua ta trần thuật sao? Ngươi không thay ta nói chuyện, lại vội vã thay ta định tội. Đây là tại giúp ta. Ta thỉnh cái luật sư còn biết bao che khuyết điểm ni, đi, ngươi liền tận đem trách nhiệm hướng ta trên người đẩy. Nhiều đơn giản công tác a, à, giải thích ta chính mình sẽ không sao. Diệp phụ tức giận đến nói không ra lời, trống lớn đạo. Chẳng lẽ lão sư còn sẽ oan uổng ngươi sao? Lão sư là thánh nhân sao? Diệp ngang nói, Khổng tử cũng không dám nói như vậy. Triệu lão sư là như vậy nói cho ngươi biết sao? nàng cấp ra làm chứng cứ sao? Nàng nói mình nhất định là đối sao? Diệp mẫu khuyên nhủ Diệp ngang nói. Ngươi nói ít đi một câu đi. Thu thu ngươi tính tình, mau cùng lão sư nhận cái sai. Chuyện này nháo đại ngươi tưởng giải quyết như thế nào? Diệp ngang nhắm mắt lại, nặng nề phun ra một hơi. Ta đối với các ngươi thật sự hảo thất vọng. Thật đáng ghét. Lão lưu nhìn đều bị đè nén. Diệp ngang gia trưởng, các ngươi. Quá phận nha. Một câu cắm tiếng vào. Tất cả mọi người sửng sốt hạ, quay đầu mới phát hiện cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Chu Điềm Điềm thấy bị phát hiện, cấp tốc thu hồi chính mình đầu. Diệp phụ, Diệp mẫu. A. À. Theo sát mà ung vũ đầu xông ra. Nàng căm giận bất bình đạo. A à di các ngươi như thế nào có thể như vậy? Gia trưởng không nên tin tưởng chính mình hài tử sao? các ngươi không là phụ mẫu nàng sao? Thẩm quát trực tiếp đi ra, không vui nói. Các ngươi liên xảy ra chuyện gì cũng không biết, vì cái gì không thể chờ đợi được mà muốn nàng nhận sai. Nếu nàng không thừa nhận, các ngươi còn bức nàng thừa nhận sao? Thỉnh gia trưởng kết quả là cái quân địch A. Diệp phụ mờ mịt đạo. Này xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua sự tình liền đã điều tra xong, là cái hiểu lầm. Lão Lưu khó giấu kích động đạo, không là nàng trộn đề, là cái khác học sinh trộn đề sau đó ném đến nàng nơi này, cùng nàng không có quan hệ. Diệp Phụ ngây ngẩn cả người. Lão Lưu vỗ tay. Ta đang muốn theo các ngươi nói chuyện này. Diệp ngang gia trưởng, ta cảm giác các ngươi tại giáo dục quan niệm thường có rất đại vấn đề. Thời đại bất đồng, chúng ta cấp cho hài tử tôn trọng A. Hai người hai mặt nhìn nhau, chung quanh không lời gì để nói. Trường hợp cực kỳ xấu hổ. Diệp phụ tranh luận đạo. Chính là triệu lão sư nàng nói. Nàng hôm nay không có tới đi làm. Thẩm quát nói, trọng quyển tử người là nàng ngoại sinh nữ. Minh Bạch không có. Diệp mẫu đối với Diệp ngang đạo. Khi ngươi vừa rồi vì cái gì không nói nha. Diệp ngang cười nhạo. Ta nói ra ngươi tin sao? Ngươi hỏi qua sao? Ngươi không là đã chắc chắn sao? Diệp phụ còn mạnh miệng đạo làm sao ngươi biết ta sẽ không tin ta là cái không giảng đạo lý người sao tất cả mọi người có chút khinh thường ngươi chính là a diệp ngang đem lão lưu kéo đến mặt sau chính mình đối với diệp phụ nói rằng ngươi dựa vào cái gì đối ta tiến hành chỉ trích bởi vì ngươi thành kiến tín nhiệm là lẫn nhau cho nên ta đối với ngươi đồng dạng đang có thành kiến diệp phụ thành kiến ngươi làm sai sự chẳng lẽ ta không nên giáo dục ngươi sao? Ngài không có hành xử quá ngài nghĩa vụ lại tại trước mặt đề xuất ngài quyền lực. Ta không tiếp thụ. Diệp Ngang nói, ngài không có đối ta tiến hành quá bất luận cái gì giáo dục, ta đạo lý làm người là từ gia gia nải nải trên người học, ta ở trên người các ngươi chỉ học được dối trá. Không, ta không học hội. Ta buông tha. Diệp phụ thẹn quá thành giận. Ngươi nói bậy bạ gì đó ngươi đây là cái gì thái độ? Lần này đích thật là chúng ta không đối, cấp mọi người xem chê cười. Diệp mẫu hướng về lão lưu gật đầu tạ lỗi, Diệp ngang, bất kể thế nào, ngươi không thể đương đại gia mặt nói như vậy ngươi ba ba nha. Diệp ngang nhìn nàng ánh mắt, ánh mắt kia trung mang theo một chút vang cầu. Diệp phụ vì làm người thô bạo trực tiếp, mà Diệp mẫu thì nội liễm yếu đuối, hai người mãnh liệt huyến dị tính cách, tại Diệp ngang nơi này làm ra lớn nhất trùng tiếp. Đem tối quẩn bách cục diện đưa đến trước mặt nàng. Bởi vì bọn họ sẽ không đối dịp ngang thu liễm tâm tình của chính mình. Dịp ngang chính mình là không có phụ mẫu. Nhưng nàng cũng nghĩ quá chính mình thân sinh phụ mẫu sẽ là cái dạng gì. Mặc dù đối phương vứt bỏ nàng, nàng cũng sẽ vì bọn họ miêu tả xuất tốt đẹp nhất phẩm chất, vì bọn họ tìm các loại giải thích lý do. Đây là tối nguyên thủy nhụ mộ chi tình. Tuy rằng nàng lý trí nói cho nàng, không phải như thế nàng hồi ức nguyên chủ đã từng sinh hoạt. Cảm thấy chính mình đã từng hâm mộ quá gia đình quan hệ quả thực là một loại chê cười. Không là bọn họ như vậy, phụ mẫu tuyệt đối không là bọn họ như vậy. Diệp ngang liền như vậy đứng ở chỗ nào, thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn các nàng, gương mặt tuy rằng như trước bình tĩnh, hô hấp lại trầm trọng đứng lên. Nàng từ mũi gian dùng sức hút khí, trên cổ tế cốt đi theo nhô ra. Cổ áo trung xương quai xanh cũng biến đến đặc biệt rõ ràng cái trán càng thêm rõ ràng gân xanh, đó có thể thấy được nàng lúc này trong lòng đang tại cuồn cuộn kịch liệt cảm xúc. Lão lưu phách về phía bả vai của nàng. Diệp ngang, ngươi không sao chứ? Diệp mẫu tại ánh mắt kia trung tâm sinh ra sợ hãi sợ, nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ta có một cái muội muội, sinh hoạt đến theo ta rất không giống. Diệp ngang nói, ta sinh bệnh, ta phải không có việc gì chống. Diệp tri hạ sinh bệnh, các ngươi trắng đêm không ngủ vội trước vội sau ta thành tích hảo hoặc hư đều là ta chính mình không tiến tới dịp tri hạ khảo đến sai rồi một chút các ngươi tả hữu làm bạn khai đạo giải sầu ta nói nói còn chờ khảo chứng dịp tri hạ nói nói tuyệt đối vi thật tại trước mặt nàng ta không có bất luận cái gì khiếu nại cơ hội dịp mẫu dịp ngang dịp ngang ta trong phòng không có bất luận cái gì dư thừa đồ chơi ta yêu cầu vi nàng khoái trá sinh hoạt làm xuất bất luận cái gì nhượng bộ. Diệp mẫu nghiêm mặt nói. Diệp ngang. Diệp ngang. Ta yêu thích đến không đến tôn trọng. Ta nỗ lực đến không đến nhìn thẳng vào. Ta là một cái từ bên ngoài ở nhờ người. Dùng các ngươi tiền, cho nên trời sinh kém một bậc. Diệp mẫu. Diệp ngang. Lão lưu trầm mặt không nói lời nào, đưa tay dùng sức lau mặt một tay khác nắm thành quyền trụ tại thân thể một bên thẩm quát xả hạ khóe miệng một cổ không kể ủy khuất thổi quét đi lên giống như diệp ngang nói người kia chính là hắn nhất dạng diệp ngang dừng hạ nhe răng cười đạo các ngươi đối với ta mặc dù biết chính mình sai cũng tuyệt đối sẽ không giải thích ta phản bác là các ngươi cơ hội phản công các ngươi có thể mượn này chỉ trích ta không tôn trọng cho nên ta nhất thiết phải học hội trầm mặc có thể trên thực tế, ta sai lầm không tại ta làm sai cái gì, ở chỗ ta cho rằng ta là của các ngươi nữ nhi. Diệp Mẫu giật mình tại đương trường. Nàng trong lòng cuồng hao, không phải, nhưng lại biểu đạt không xuất. Như thế nào sẽ là như vậy ni? Nàng rõ ràng đã vì Diệp ngang đã tiêu hao hết chính mình tâm lực a. À. Ngươi tại sao có thể như vậy tưởng ni? Diệp Mẫu muốn đi kéo nàng tay, không, không phải. Chúng ta cũng là vì ngươi hảo chúng ta. Ngươi cũng là ta nữ nhi a. À? Diệp Nhan lắc đầu, tránh đi nàng tiếp xúc. Không cần. Không tất. Ta cũng không có vì thế khổ sở, ta đã qua cái này tuổi tác. Diệp Phụ. Ngươi bây giờ là tại theo ta làm nũng sao? Ngươi muốn với ngươi muội muội so sao? Nàng thân thể không tốt, nhưng là vẫn luôn. Ha hả. Diệp Ngang cũng không muốn nghe hắn nói, ngươi nghĩ sai rồi, khi ta giảng rõ ràng một chút ta từ tiểu liền suy nghĩ ta tình nguyện không cha không mẹ ít nhất ta có thể không cần trải qua một đoạn không công bình năm tháng do đó hủy diệt ta nhân sinh ý chí cùng với trong lòng ta đối phụ mẫu sở hữu chờ mong diệp ngang từng câu từng chữ bình tĩnh nói ta chán ghét các ngươi giả ý tỉnh táo quan tâm ta chán ghét các ngươi sắm vai cái gọi là từ phụ từ mẫu biểu hiện giả dối ta chán ghét các ngươi bất luận cái gì dối trá hỏi han cùng nông cạn an ủi ta chán ghét các ngươi rõ ràng có điều thiên giúp lại không phải muốn ngụy trang xuất công bằng ta chán ghét chúng ta như bây giờ rõ ràng không tính gia nhân rồi lại thật không minh bạch quan hệ ta đã đến chỉ cần chán ghét là có thể rời xa tuổi tác ngươi cho ta sinh hoạt phí thẻ ngân hàng ta liền đặt ở gian phòng tủ quần áo trong từ ta chuyển trường đến nhị trung bắt đầu không có lại hoa ngươi một phân tiền diệp ngang rất có cười nhạo ý tứ hàm xúc mà nói rằng đối ta cánh chính là ngạnh sao ngươi tưởng tượng lợi hại? Ngươi còn chưa trưởng thành, sinh hoạt phí là ngươi ứng đến. Vật lý lão sư thốt ra, ngươi là cao tam sinh ngươi muốn học tập. Ngươi làm sao có thời giờ kiếm tiền? Dịp mẫu lúc này mới lấy lại tinh thần, ngạc nhiên đạo. Ngươi sinh hoạt phí ngươi đều vô dụng. Dịp ngang châm chọc đạo. Ngươi rất quan tâm ta mà. Quan tâm đến mức này. Dịp mẫu quả thực không chỗ nào che giấu xấu hổ trung nắm chắc diệp phụ tay diệp phụ ngươi 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 nửa ngày vẫn là không có nói ra khỏi miệng ta phản nghịch kỳ đã qua không có lật lọng hoặc khẩu thị tâm phi che giấu diệp ngang nói tự tiện không có việc gì mời trở về đi lần sau không cần đến cuộc đời của ta cũng không cần các ngươi phụ trách diệp ngang ta không là các ngươi nữ nhi Nàng nói xong xoay người, cửa đối diện khẩu mọi người câu xuống tay chỉ. Mọi người hiểu ý, trầm mặt mà tránh ra một con đường. Chương 18 Ta yêu học tập 18 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dịp ngang ly khai, bên trong phòng làm việc người lại đều không động. Ta liền nói một câu. Quân vũ đứng ra đến đạo, dịp ngang điểm tâm, đều là hai chén miễn phí cháo hoa, hơn nữa hai mau tiền cải bẹ, lão lưu cái gì vật lý lão sư cũng vội la lên cao tam học sinh ăn loại này đồ vật sao được dinh dưỡng như thế nào cùng đến thượng mặt khác một danh học sinh nói cơm trưa giống như cũng ăn đặc biệt thiếu chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt cùng điểm tâm đối ta nhìn nàng thường xuyên đi phía sau uống nước cũng lão cầm chén nước có phải hay không bởi vì đói a à? mọi người thanh âm bỗng nhiên dừng lại cho là mình khuy phá cái gì, chua chắc ý phím thượng hốc mắt. Đại khái đây là một loại tuyệt không yếu thế quật cường. Tại đối phương trước mặt, vô luận như thế nào cũng muốn quá đến rất hảo. Cho nên, liên cái có thể nói chuyện người đều không có. Ngoạ tào. Có thể đặt sao đem chúng ta đau lòng hỏng rồi. Thẩm quát cắn răng nói, này là chúng ta lục ba người. Bởi vì nàng không có tiền. Quân vũ cắn môi, nhìn về phía diệp phụ diệp mẫu nói liền tính quá thành này túng dạng nàng vẫn là lựa chọn theo các ngươi phân rõ giới hạn diệp ngang làm mỗi một việc đều rất lý trí ta không biết là chuyện gì xảy ra mới có thể nhượng một cái như vậy lý trí người cuối cùng lựa chọn cùng phụ mẫu giữ một khoảng cách diệp mẫu bị mọi người thấy xấu hổ vô cùng sắc mặt tao hồng lắc đầu tỏ vẻ không phải như thế là nàng là nàng chính mình như vậy tuyển vì cái gì tất cả đều biến thành chính mình sai." Chu Điềm Điềm nói. Trước nàng còn bị thực nghiệm người truy tới trường học đến. Khi đó thúc thúc A Di các ngươi ở chỗ nào ni? Thực nghiệm người chạy nhỊ trung đến. Diệp phụ nói được không là rất có nắm chắc, ta biết là bởi vì trước nàng cùng hạ hạ có mâu thuẫn, bị đối phương hiểu lầm. Phụ mẫu ta dạy ta đạo lý chẳng lẽ chính là vì giáo huấn ta sao?" Chu Điềm Điềm cả giận là vì bảo hộ ta a à, bọn họ dạy ta chuyện thứ nhất là yêu không là trừng phạt là tín nhiệm không là hoài nghi ta quản nó là bởi vì sao hiểu lầm ta căng chính miêu hồng tổ quốc đóa hoa ai tàn phá ta ta ba biết khẳng định trước đánh hắn nha nghe không nổi nữa diệp hạo học tuốt tay áo nói rằng thúc thúc ngươi theo chúng ta chi gian tam quan là có khoảng cách vẫn là có thiên bích a à, thực nghiệm người chính mình cũng đến giải thích ngài còn không cảm thấy diệp ngang ủy khuất này hai chuyện rõ ràng là rõ ràng có chứng cớ có kết quả các ngươi đều như vậy đối đãi kia làm ngươi nữ nhi quá đến là ngày thế nào ta thiên nộp diệp phụ nàng là ta nữ nhi ta hiểu biết nàng không là các ngươi này đó học sinh đều là xảy ra chuyện gì chúng ta chính là hy vọng ngươi có thể công bằng một chút nàng tuy rằng thái độ cường ngạnh nói với các ngươi nói cũng tương đối hướng có thể nàng kỳ thật rất ôn nhu a à, nàng là sẽ không khóc cũng sẽ không làm nũng có thể ai mà không từ hài tử lớn lên chu điềm điềm nói dịp ngang người như vậy hảo nàng như vậy nỗ lực không phải vì cho các ngươi xem thường mọi người càng nói cảm xúc càng kích động lão lưu khuyên can đạo hảo đều đừng nói nữa các ngươi trở về phòng học đi nhanh lên mọi người không rõ không muốn mà xoay người bị xua đuổi xuất văn phòng môn bên trong lại chỉ còn lại có vài cái đại nhân nếu nói mở cục cũng đảo loạn lão lưu rõ ràng nói thẳng dịp ngang gia trưởng ta nhớ rõ mới vừa khai giảng thời điểm ngươi theo chúng ta trường học nói dịp ngang thành tích không hảo còn nói nàng có chút quái đản lão lưu nói nàng tính tình đích xác cùng phổ thông học sinh không giống nhưng ta không cho là là hư kia loại bất đồng hơn nữa hài tử này đặc biệt trưởng thành sớm Ta trước kia cho tới bây giờ không mang quá như vậy học sinh, ta liền vẫn luôn rất ngạc nhiên, nàng phụ mẫu đến tột cùng là cái cái gì dạng người. Diệp phụ Diệp mẫu tại trước trùng kích trung thoáng có hoảng thần đường sống, nghe lão Lưu nói chuyện mới lần nữa tỉnh xuống dưới. "Là. Nàng đọc sơ trung thời điểm, chúng ta mới tiếp nàng trở về. Lúc ấy đã rất đại, cùng chúng ta gia đình dung nhập không là phi thường hòa hợp." Diệp phụ nói. Nàng cái gì đều không nói chúng ta làm sao biết? Chúng ta công tác cũng vội a, à, không thể tổng vây quanh nàng hỏi cái này hỏi kia đi. Nàng làm phi thường rõ ràng nha." Lão Lưu nói, "Ngươi nhìn nàng đến nhị trung sau đó sinh hoạt, nàng." "Nga, nàng lần này nguyệt khảo, khảo gần tới 700 phân." "Nàng thành tích thượng a đại tuyệt đối không thành vấn đề." "Làm sao có thể? Thành tích của nàng rất kém cỏi." Diệp phụ thốt ra kinh ngạc chi tình nhìn mặt đã hiểu cho nên nàng thật tác tệ diệp mẫu cũng là kinh ngạc lão lưu đã liên nói đều không nghĩ nói ý tứ lại biểu lộ đến rất minh bạch gia trưởng làm đến phần này thường không bằng chủ động từ chức đi lão lưu triệu lão sư không theo các ngươi nói sao diệp phụ lúng túng nói nàng chưa nói như vậy rõ ràng nàng không là tác tệ vì chứng minh nàng không có tác tệ nàng còn chủ động yêu cầu tại lão sư trước mặt lần nữa khảo một phần quyển tử nàng chính là thực lực này lão lưu nói nàng có thể thi đậu thực nghiệm trọng điểm bang khẳng định là đã từng dùng rất nhiều công phu sao lại thành tích bỗng nhiên trượt xuống các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao diệp mẫu nói khi nàng tại sao phải làm như vậy không tất yếu a à. đúng vậy vì cái gì Lão Lưu vỗ lòng bàn tay nói, đây là các ngươi nên ngẫm lại nha. Nhị người giật mình thất thần. Hai người đi ra cửa trường học. Ven đường màu trắng ánh đèn đánh hạ, lôi ra trường ảnh, ban đêm bỗng nhiên truyền đến một tiếng mèo kêu, gọi bọn hắn đột nhiên thanh tĩnh. Diệp phụ trở lại trong xe, cắm nhập ô tô cái chìa khóa, chờ đợi động cơ ổn định. Rất nhỏ chấn động thanh trung, hai người trầm mặt ngồi. Diệp mẫu loạn thất bát tao mà tự hỏi, rồi lại không biết nên nghĩ cái gì nàng vẫn luôn cho rằng diệp ngang là cái ngoan liệt hài tử kết quả chuyển tới nhị trung đến bọn họ nhìn không thấy địa phương mọi người lại bỗng nhiên muôn miệng một lời mà nói cho bọn hắn biết không phải như thế diệp ngang là cái ưu tú người này tương phản thật sự quá lớn bọn họ nhất thời không tiếp thụ được cũng không biết nên như thế nào đối mặt ai cũng không dám dẫn đầu chọn khởi đề tài cứ như vậy nhìn nhau không lời gì để nói mà về nhà Lục ban đồng học trở lại phòng học, Diệp Ngang vẫn là bình tĩnh ngồi ở bên tường đọc sách. Mọi người thật cẩn thận mà hồi chỗ ngồi. Diệp Hạo học hỏi. Diệp Ngang, ngươi không sao chứ? Diệp Ngang. Ta có thể có chuyện gì? Diệp Ngang đồng học, ngàn vạn biệt nghẹn, Diệp Hạo học nói, người còn sống, yêu cầu sắp xếp khí. Diệp Ngang nhàn nhạt liếc hắn một mắt, nói. Ta hiện tại không nghĩ đánh rắm. Diệp Hạo học hắn quăng phía dưới, tiếp tục hỏi. Ngươi tưởng uống sữa sao? Hắn nói xong đi tìm kiếm chính mình khóa bàn. Còn có một bao khoai tây lát mỏng chưa ăn. Ngươi ăn que cây sao? Diệp ngang mặt danh kỳ diệu đạo. Ta đều không ăn. Ngươi trở về. Diệp hạo học lập tức ngồi thẳng. Diệp ngang cảm nhận được bốn phía như có như không tầm mắt, nhướng mày đạo. Đều mở ra các ngươi sách vở, tự học một cái mệnh lệnh, một động tác. Chỉnh tề đồng dạng. Thẩm quát liếm liếm môi, cũng tạm thời qua tại vị trí. Hắn điều xuất thông tin lục, đem sổ đen trong người lôi ra đến, gửi đi tin tức. Thẩm quát. Mau nhìn, với ngươi nhất dạng phụ mẫu. Thẩm lịch dương nhìn thấy nội dung, muốn nói ngươi đặt sao không là kéo hắt ta sao. Lại đi sau xem xong rồi video. Dựa vào. Hắn đây là tại nhục nhã ta. Thẩm Lịch Dương Ta làm sao có thể là như vậy gia trưởng? Thẩm Lịch Dương Ngươi có huynh đệ tỷ muội sao? Thẩm Quát Hư mà không tự biết Thẩm Quát Kéo hát tái kiến Thẩm Lịch Dương Này thật sự là ta thân sinh ngỗng tử Thẩm Quát đang tại khoái trá mà lần thứ hai kéo hát Liền nghe thấy phía sau có ghế kéo động thanh âm Diệp ngang cầm chén nước đi ra ngoài Mọi người đảo trừ một mạch, xuyệt, thẩm quát trên không trung nắm tay, tỏ ý mọi người im tiếng. Đều an tĩnh, ta xuất đi xem tình huống. Diệp ngang đứng ở nhà cầu ngoại công cộng rửa tay trì tẩy cốc, có thể cảm nhận được phía sau kia người rối rắm cùng nóng lòng muốn thử. Nhất thời không lời gì để nói đạo. Muốn nói cái gì ngươi liền đi ra bái, ta không có thói quen hưởng thụ các ngươi loại này yên lặng quan tâm. Thẩm quát vì thế giống trăng cuộc cờ nhất dạng trạm ở sau lưng nàng, nghiêm mặt, đứng đắn trấn an đạo ngươi không cần rất khổ sở ta không có khổ sở a à. thẩm quát cảm thấy khẩu thị tâm phi diệp ngang lúc này đáy lòng hẳn là đã khóc mù một viên đồng tình tâm nặng nề biếu tại ngực hắn trọng âm nói rằng ngươi thật sự không cần rất khổ sở ngươi nói bất định đều không ta thảm ni diệp ngang hướng phía thủy tàu vứt cốc trong thủy tí, nghe vậy co rút khóe miệng ngươi vui vẻ liền hảo nàng càng dường như không có việc gì, thẩm quát càng cảm thấy có vấn đề. Tại dịp ngang xoay người nhìn thẳng vào hắn thời điểm, càng cảm thấy đến này trong ánh mắt không hề gợn sóng hài tử, rõ ràng là đã gắt gao đóng lại chính mình cánh cửa trái tim. Thẩm quát tất cả trịch trục, tự hỏi muốn hay không hy sinh tự mình cứu vớt bằng hữu. Hắn đại não gió lốc hoạt động, tất cả đều biểu hiện ở tại hắn kia trương đơn thuần khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Viết đáng thương lại bất lực. Thu, diệp ngang nói từ giờ trở đi đình chỉ ngươi não bổ tồn tại tại ngươi trong đầu ta cảm thấy chính mình đặc biệt không có cảm giác an toàn không có cảm giác an toàn thẩm quát nắm chắc trọng điểm tự diệp ngang ghé vào lỗ tai hắn búng tay một cái bằng hữu thẩm quát lấy tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tâm đạo ngươi biết triệu hoa là ai chăng diệp ngang tại thẩm quát mặt thượng tỉ mỉ nhìn một vòng phát hiện hắn dĩ nhiên là nghiêm túc mới chần chờ đáp ta còn không mất trí nhớ kỳ thật cũng không phải bí mật gì ta sơ trung đồng học cũng biết thẩm quát thở dài nàng là ta mụ học sinh dịp ngang khi lệnh đường thẩm quát rất sớm liền qua đời ta ba đánh thập năm sau quan côn đi dịp ngang chụp vai vất vả ngươi thiếu niên bỗng nhiên có một ngày thẩm quát biểu tình đi theo đột biến hắn bị người bên cạnh xui khiến cấp cho ta tìm cái mẹ kế, bởi vì ta lúc ấy thành tích trượt xuống hắn đã cảm thấy rất có đạo lý, sau đó bắt đầu tiến hành thân cận. Bởi vì ta ba liền muốn cho ta tìm cái lão sư, không mặc khác cái gì yêu cầu. Kết quả không cẩn thận liền tương đến triệu hoa. Diệp ngang nhe răng. Họa tào. Thẩm quát. Ta mụ khi còn sống đặc biệt thích tiểu triệu, mang nàng hồi quá gia, cho nàng học bù, cho nàng cải luận văn, còn thường xuyên nói nàng lời hay. Ta ba cảm thấy đỉnh có ý tứ, lại có tiếng nói chung, liền cùng nàng thục đi lên. Không thể nào. Dịp ngang nghẹn hồi lâu, mới lên tiếng. Này tại cổ đại, là loạn luôn đi. Nếu như là triệu hoa nói. Ta kiến nghị ngươi ba vẫn là tôn trọng một chút cổ lễ. Thẩm quát tan thương đạo. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là ta ba lấy nàng đương nữ nhi nàng lại tưởng đương ta mụ. Có thể nàng tưởng lâu, ta ba trong đầu có căn gọi, chấp nhận, huyền cũng đi theo có chút dao động. Khủng bố như vậy. Diệp ngang. Nàng phiên biến chính mình khổng lồ từ hải, thế nhưng tìm không ra một câu có thể lời an ủi. Triệu hoa vì lấy lòng hắn, tên hỗn đảng này, cho ta ba thổi một đống lời hay, ngạnh sinh sinh đem ta lừa đến nhị trung đến. Nói muốn 24 giờ đốc xúc ta học tập, ta học nàng mùi A. À thẩm quát chụp chân, bây giờ còn có thể nhớ lại lúc trước bị phản bội khi cảm thụ. Từ ta mụ chết về sau ta ba thật sự là ánh mắt cũng mù. Hắn không biết trên cái thế giới này nữ nhân không thể tùy tiện tin tưởng sao. Diệp ngang dùng hảo đại khí lực mới tiêu hóa rất tin tức này, sờ cầm thở dài một tiếng. Thẩm quát cảnh giác. Ngươi có phải hay không muốn phát biểu cái gì cảm khái? Diệp ngang. Quả thật có một cái thẩm quát đưa tay trắng ở phía trước không cần ngươi đáng thương ta diệp ngang đem hắn tay kéo đi xuống trịnh trọng nói ngươi sai ta muốn nói ngươi phản nghịch phán sai phương hướng a thiếu niên thẩm quát mở mắt ra tư duy từ một cái thế giới bị kéo đến một cái khác thứ nguyên cái gì diệp ngang dùng sức trảo hạ tóc của chính mình dơ lên một cái tự tin khuôn mặt tươi cười rốt cục tìm được vị bằng hữu kia chán ghét học mấu chốt nàng hùng tâm tráng trí đã hừng hực nổi lên. Diệp ngang buông xuống cốc, cảm thấy muốn cùng vị huynh đệ kia hảo hảo phân tích phân tích nam nhân. Ngươi ba như vậy một cái cường hãng nam nhân, ngươi không thể cùng hắn ngạnh gian. Ngươi cùng hắn xảo cùng hắn nháo nhượng hắn thất vọng, hắn chỉ biết sinh khí mà sẽ không thương tâm. Có thể sinh khí có ích lợi gì. Ăn bữa cơm liền xong rồi, lại bị tiểu triệu thổi thổi gió thoảng bên tai, ngược lại sẽ cảm thấy hắn tiểu triệu càng tri kỷ khả nhân, mà ngươi chỉ biết phát tiết phản nghịch, ngươi đây là tại đem ngươi ba hướng cừu nhân trận doanh trong dùng sức xô đẩy A. Thẩm quát để ý mà phản bác. Không là của hắn tiểu triệu. Diệp ngang. Đi, không là liền không là. Diệp ngang tiếp tục nói. Ngươi vẫn là không hiểu biết nam nhân A, ngươi muốn cho một người nam nhân nghe ngươi nói, ngươi hẳn là muốn cho hắn thương tâm, đối với ngươi ấy nấy, sau đó hắn vì bù lại ngươi, sẽ chuyện gì đều nguyện ý vì ngươi làm. Một mặt làm một mặt còn sẽ ở trong lòng sám hối, đi qua hắn vì sao như thế tàn nhẫn lại không có lương tâm, những ngươi trải qua lớn lao thống khổ, ngươi quản đời còn lại nên như thế nào cho ngươi khoái nhạc, tài năng tiêu trừ ngươi đáy lòng bóng mờ. Này mới là chân chính hoàng mỹ sách lược. Thẩm quát đứng lên nổi da gà. Ngươi sẽ không cần nhượng ta cùng hắn bán thảm đi. Không ta chỉ là nói cho ngươi biết, ngươi hiện tại mới là tại bán thảm. Diệp ngang đáp hắn bả vai đạo, ngươi tại hướng hắn yếu thế, hướng hắn triển lãm chính mình vô năng, hướng hắn triển lãm tính cách trung tối ti tiện một mặt, chỉ biết đòi lấy, mà không biết cảm ơn. Ngươi cứ nói đi có phải hay không? Thẩm quát chần chờ đạo. Phải không? Ngươi là... Diệp ngang vỗ lồng ngực của hắn nói, có thể sự thật chứng minh, như vậy hành vi không hữu dụng ta, ta liền là bởi vì phóng túng chính mình, mới có thể bị bọn họ từ thực nghiệm chạy tới nhị trung. Mới có thể bị nghi ngờ bị khi dễ bị nhục nhã. Thẩm quát trầm ngâm. Ân. Diệp ngang mang theo hắn mặt sức tưởng tượng. Ta cùng với ngươi nói, đại nhân đều rất nông cạn, thích vào trước là chủ. Đối đãi mặt ngoài nỗ lực, thành công, nghe lời hài tử, có vô cùng vô tận thiên vị bọn họ sẽ theo bản năng mà đi tin tưởng đối phương. Ngươi ngẫm lại, nếu ngươi cuối kỳ, cầm cao phân phiếu điểm, thản nhiên mà trở về nói cho hắn biết, trước ngươi không nghĩ học tập, là bởi vì tiểu triệu luôn luôn tại sau lưng khi dễ ngươi oan uổng ngươi, mà ngươi tưởng hướng nàng trả thù, tỏ vẻ chính mình phản kháng. Chính là hiện tại ngươi mệt, ngươi phát hiện mình phụ thân cũng không quan tâm chính mình, ngươi không nghĩ lại cùng một cái người vô sĩ đi tranh đoạt hắn loãng yêu, ngươi nói hắn sẽ như thế nào thẩm quát cả người bắt đầu phát quang, đầu thượng xuất hiện một loạt sắp xếp bóng đèn. Mở ra tân thế giới đại môn. Diệp ngang nhân cơ hội cổ vũ. Thêm du, cố gắng. Đây là một hồi giữa nam nhân chiến tranh. Ngươi không thể thua. Thẩm quát một giây trở lại hiện thực. Chính là muốn cho ta học tập. Thẩm quát châm trước lợi và hại sau đó, phủ quyết nói. Ta lựa chọn hiện tại liền buông tha hắn loạn yêu. Diệp Ngang. Không cứu. Ngay tại chỗ vùi lấp đi. Chương 19 Ta yêu học tập 19 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Diệp Ngang cùng thẩm quát kề vai sát cánh mà trở về. Diệp Ngang vô cùng đau đớn đạo. Tiểu lão đệ ngươi xảy ra chuyện gì ni tiểu lão đệ? Ngươi không cần bức ta hảo sao? Thẩm quát bất mãn mà bỏ ra nàng, cuộc đời của ta là tự do học sinh trong phòng học nhất tề quay đầu nhìn bọn họ. Vừa rồi đi ra ngoài thời điểm không là loại này họa phong, bọn họ ở trong nhà cầu xảy ra chuyện gì? Thẩm quát tại thăm hỏi trung xấu hổ được đỏ mặt, tự do mà trở lại chính mình chỗ ngồi. Diệp ngang nhún vai, dị người một trước một sau mà ngồi xuống. Quá hai ngày thời điểm, điêu một thuần về trường học dọn đồ vật. Nàng có lẽ là không nghĩ gặp được đồng học, cố ý tuyển cái không người thời gian. Tại tự học buổi tối sau khi chấm dứt, học sinh đều tán mới lại đây. Có thể lúc ấy Diệp Ngang còn tại, chính câu lũ bối tại làm cơ sở tri thức điểm thống kê, tưởng duy nhất đem quyển sách này nội dung điểm soát hoàng. Không nghĩ tới sẽ vào lúc đó nhìn thấy Điêu Một Thuần. Điêu Một Thuần đồng dạng kinh ngạc. Dị người ngay tại phòng học trước sau cùng nhau ngây ngẩn cả người. Diệp Ngang trước thu hồi tầm mắt, làm bộ như dường như không có việc gì mà tiếp tục đọc sách. Điêu một thuần trong phòng học đồ vật rất nhiều, dù sao chồng chất hơn 2 năm sách giáo khoa đều tại. Nàng dẫn theo ba cái đại hình công cụ, đem thư đều dọn tiếng một cái plastic trong rương. Trầm mặt mà thu thập xong đồ vật, điêu một thuần bên kia dần dần không có thanh âm. Không khí này nhượng người không đại thoải mái, dịp ngang quyết định vẫn là về trước ký túc xá. Đắp lên tập vỡ thời điểm, nghe được phía sau áp lực tiếng khóc. Nàng lén lút quay đầu lại, phát hiện điêu một thuần hai tay đặt tại thùng bên cạnh, vùi đầu thấp giọng khóc nức nở. Điêu một thuần hai ngày này ngốc ở nhà, nhìn phụ mẫu tức đến khó thở, lớn tiếng chửi bới, bị bắt mà nhìn thẳng chính mình hỏng bét bánh ngọt thất bại nhân sinh. Nàng đem quan trọng nhất thanh xuân, quá đến chỉ còn lại có hoang đường. đã từng nàng có quan minh tiền đồ, có kiên định nỗ lực, nàng xuất tu có thể đụng tới chính mình giao tranh đi ra tương lai. Nàng có thể bởi vì chính mình mà kiêu ngạo nhưng không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng chỉ còn lại có cái gọi là kiêu ngạo. Đến tự triệu hoa, đến tự phó hiệu trưởng, đến tự bảo vệ mình đưa hứa hẹn. Tại đây chút kiêu ngạo bị tầng tầng tá rớt sau đó, nàng mới phát hiện mình nguyên lai thật sự như vậy thụ người chán ghét. Nàng còn không có học hội nhận sai, sai lầm đại giới khiến cho nàng trực tiếp tẩy bài. Nàng oán hận quá triệu hoa, oán giận quá ngoại công. Nhưng mà cũng nhận thức đến hiện thực. Nguyên lai tại chỉ có thể y dựa vào người khác thời điểm, nàng xa không có chính mình tưởng tượng trọng yếu. Hiện tại, sở hữu hảo hư, đều muốn từ nàng nhân sinh ly tràn. Điêu một thuần nước nở nói. Nhị trung là ta ngốc quá kém cỏi nhất trường học. Diệp ngang cho một chữ đáp lại. Ân. Ừ. Điêu một thuần chưa từng nghĩ quá muốn tại Diệp ngang trước mặt khóc lên, chỉ là có chút nhịn không được. Phát tiết qua đi, lau khô nước mắt, xoay người phải rời khỏi khoái xuất phòng học thời điểm, Diệp Ngang bỗng nhiên nói câu. Nếu như có thể một lần nữa bắt đầu. Diệp Ngang hoảng hoảng quay đầu nói, lần này đừng lại làm nhượng chính mình hối hận sự. Điêu một thuần nguyên bản tưởng rằng Diệp Ngang là đang giáo huấn nàng, há mồm liền muốn phản bác, có thể đối thượng Diệp Ngang ánh mắt, đột nhiên nghẹn lại. Không có bất luận cái gì cảm xúc. Nàng chính là tại trần thuật một việc mà thôi. Điêu một thuần tức giận trung lại có chút xấu hổ, kéo một cái rương đi cửa. Nàng phụ mẫu từ ký túc xá thu thập xong hành lý, lại đây khu dạy học tiếp người. Diệp ngang cùng bọn hắn sát bên người mà qua. Không bao lâu, triệu hoa cũng thải giày cao gót lại đây. Diệp ngang đến trên hành lang, còn có thể nghe được mấy người bọn họ ở bên kia lớn tiếng thắt khẩu. Bởi vì này sự kiện, triệu hoa tự hồ bị tỷ tỷ của nàng ghi hận giận chó đánh mèo, gặp được khó tránh khỏi sẽ có chèn ép. Triệu Hoa tính tình cũng không hảo, hai người châm chọc đối râu, mắng nói càng ngày càng khó nghe. Ngươi cho là ngươi có thể đặt lên cái kẻ có tiền. Ngươi cho là hy sinh ngươi ngoại sinh nữ tiền đồ, liền có thể bắt đến nam nhân niềm vui. Hắn muốn thật thích ngươi liền không phải làm như vậy. Khi lão nam nhân chính là treo ngươi, ngươi cho là hắn thật tưởng thú ngươi. Ngươi ở trong lòng hắn tính cái gì đồ vật. Ngươi cho là ta không dám nói cho hắn biết ngươi tưởng cái gì sao. Khi ngươi đi à, ta kêu ngươi tới sao? Lan nộp. Dịp ngang nghe lén trong chốc lát, chật chật lắc đầu. Điêu một thuần chuyển trường cũng không có ảnh hưởng đến dịp ngang hàng ngày sinh hoạt. Ngày hôm sau, đồng học đến phòng học phát hiện đồ vật không thời điểm, chủ động tránh đi cái này đề tài, ai đều không có nói ra. Cao tam quá mức quy luật sinh hoạt, những bất luận cái gì thay đổi đều nhỏ giọng vô tức mà bị thích ứng. Một người duy nhất chất lượng sinh hoạt được đến lũy thừa thức giảm xuống người là Thẩm Quát. Thẩm Quát cảm thấy Diệp Ngang gần nhất có chút tật xấu, quả thực vô pháp giao lưu. Vả lại loại này tật xấu đã nghiêm trọng ảnh hưởng hắn hàng ngày, xâm nhập các mặt. Nàng sẽ mượn từ nói chuyện phiếm phương thức, bất ngờ không kịp đề phòng, khó lòng phòng bị mà cho hắn tưới hạ một đầu nước lạnh. Tỷ như Ngươi biết Diệp Ngang thần bí hỏi, ba bước khúc là cái gì không? Thẩm quát đơn thuần hỏi. Là cái gì? Diệp ngang. Là giải đếm ngược đạo thứ hai toán học đề phương pháp nha. Thẩm quát. Hay hoặc là. Diệp ngang. Ngươi biết, 250 đồ ngốc là cái gì không? Thẩm quát trợn trắng mắt đạo. Là ngươi. Không, là ngũ thủy axit đồng tương đối phân tử chất lượng A. Diệp ngang lại hỏi, ngươi biết ngũ thủy axit đồng viết như thế nào sao? Thẩm quát. Hắn muốn tự bế. Thẩm quát không rõ. Ngươi vì cái gì nhất định phải nhượng ta học tập. Thẩm quát nói, đây không phải là ta sự nghiệp a. À. Ta vốn là tưởng đối với ngươi uyển chuyển một chút. Diệp ngang đông đưa tập vỡ đạo, sau lại ta phát hiện ngươi không đáng. Thẩm quát. Ngươi chưa thử qua làm sao ngươi biết ta không đáng. Ta thử qua. Diệp ngang nói, ngươi đều không phát hiện được ta uyển chuyển, cho nên ta xác định ngươi không đáng. Thẩm quát làm học sinh nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, chưa từng đụng tới quá một cái nhất định phải hắn học tập học bá. Thế giới này là làm sao vậy? Người với người chi gian nhiều một chút lạnh lùng chẳng lẽ không hạnh phúc sao? Khóa giang, thể dục buổi sáng làm xong sau đó, thẩm quát cũng không dám trở về. Lôi kéo dịp hạo học tại siêu thị đi dạo. Miệng trong cắn bánh bao, còn tại cảnh giác mà nhìn xung quanh bốn phía ta đáng thương quát quát nha Diệp hạo học đáp huynh đệ của mình nhỏ giọng nói ngươi biết đương một người nữ sinh đối thái độ của ngươi phát hiện chợt chuyển biến là bởi vì sao sao thẩm quát dừng hạ nói rằng gì kỳ ngươi hiểu được cũng thật nhiều dịp hạo học nói ngươi cho là nữ sinh mỗi ngày đều gì a à? thẩm quát nắm mắt plastic túi nhướng mày hai người lẫn nhau đối diện, trăm miệng một lời đạo. Ta hoài nghi nàng thích ta ngươi. Ngữ tất hai người từng người hoảng sợ. Thẩm quát vội vàng chính mình phủ quyết đạo. Sẽ không? Một cái đệ tử tốt đối đãi chính mình thời gian là keo kiệt. Diệp hạo học kích động nói, không phải nàng vì cái gì muốn bức ngươi học tập. Ta mụ đều làm không đến bồi ta học tập. Ngươi biết tự hạ chỉ số thông minh bồi một cái học tra học tập là nhất kiện cỡ nào yêu cầu ý chí lực sự tình sao? Tại đây dạng bi kịch trước mặt, nàng đều không với ngươi phát quá, không là chân ái là cái gì. Thẩm quát cảm giác chính mình vừa mới bị dịp hạo học quải công nhi mà mắng, loại chuyện này thượng hắn đầu nhỏ dưa tổng là xoay chuyển rất khoái, khắp trụ dịp hạo học cổ cười lạnh hai tiếng. Đưa ngươi vô pháp tìm ra thích hợp lý do đi phản bác thời điểm, nó chính là chính xác đáp án kha nam dịp không sợ uy hiếp tiếp tục phỏng đoán đạo hết thảy sự tình đều có dấu vết để lại chúng ta nghiệm chứng một chút sẽ biết thẩm quát chần chờ nói thí dụ như dịp hạo học nói thí dụ như nàng sẽ đối với ngươi làm ra đáp lại mừng rỡ như điên chẳng sợ chính là tiểu 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 quan tâm thẩm quát cao mày khổ tư nói thí dụ như thẩm quát vì cái gì lão cho ta mang ăn Diệp ngang nhìn chính mình trên bàn cơm trưa hộp, bên trong bãi một phần thịt kho tàu, còn có đại bài cùng xào rau xanh. Đây là hắn yên lặng quan tâm. Diệp Hạo học hỏi, vui vẻ sao? Diệp ngang trên đầu dấu chấm hỏi đều sắp rớt xuống rồi. Nàng sờ cổ của mình, tại Diệp Hạo học tràn ngập mong được khuôn mặt, cùng thẩm quát lặng lẽ nhìn trộn trong ánh mắt, gian nan thổ lộ. Vui vẻ. Diệp Hạo học một bộ quả thế biểu tình, gật đầu nói khi liền ăn nhiều một chút đừng bị đói chính mình dù sao chúng ta thẩm quát có chính là tiền dịp ngang phải không nhưng vẫn là không cần ta không thích cùng người khác có quá nhiều tiền tài gút mắt dịp hạo học chính nghĩa đạo đây là người ứng đến ngươi giúp thẩm quát học bổ túc cho nên hắn thỉnh ngươi ăn cơm ngươi nếu không thu hắn liền ái ngại đây là vì cái gì hắn không nguyện ý học tập lý do thỉnh ngươi nhìn thẳng vào chính mình lao động thu vào diệp ngang ngây ngẩn cả người ẩn ẩn cảm thấy có không đúng chỗ nào thẩm quát cũng ngây ngẩn cả người diệp hạo học này huynh đệ còn có thể có muốn không diệp hạo học nói xong còn rất kiêu ngạo đối với thẩm quát nắm tay khích lệ sau đó đắc ý phản hồi chỗ ngồi của mình diệp ngang dùng nắp bút đi trạc thẩm quát bối thẩm quát che mặt lâm vào nam nhân trầm mặt. Thẩm quát này yên lặng quan tâm bị bắt duy trì một tuần, vả lại không có bất luận cái gì đình chỉ dấu hiệu, chỉnh đến dịp ngang nổi da gà đều đi lên. Vì tỏ vẻ cảm tạ của mình, nàng chế định một cái càng hoàng mỹ học tập kế hoạch, đưa tặng cấp thẩm quát đồng học. Thẩm quát mỗi ngày tại giày vò trung chết đi sống lại, còn không thể cự tuyệt. Tại thẩm quát mặt thượng viết không cần, nhưng thân thể vẫn là thành thực tiếp thu dưới tình huống, Diệp ngang học bổ tốt nghiệp lớn đạt được trước nay chưa có thành công dịp ngang cảm thấy vui mừng hắn quả nhiên vẫn là rất muốn học tập này khỏa tiểu cây non vẫn là tại khỏe mạnh mà trưởng thành a thẩm quát biết vậy chẳng làm có sự tình một khi bắt đầu liền rốt cuộc dừng không được đến cũng không có cơ hội giải thích giao hữu nhất định muốn cẩn thận hai vị sắc thép thẳng đại biểu dùng quỷ dị sóng điện não tại thần kỳ thứ nguyên trung cọ ra sáng lạng hỏa hoa vả lại bởi vì thẩm quát cùng dịp ngang hai người đều biểu hiện đến rất chính phái, đưa cơm như vậy ái muội hành vi, trong ban thế nhưng không có truyền lưu xuất bất luận cái gì tiếng gió. Lão lưu cùng chu điềm điềm chờ lục ban đồng học, còn vi thẩm quát cao thượng tình cảm sâu đậm sở thuyết phục, đối hắn tỏ vẻ một vạn phân khen. Cỡ nào lặng lẽ không tiếng động quan tâm A, à, cỡ nào nồng hậu đồng học tình A, à, cỡ nào thiện lương thanh niên nột hắn nhất định là bởi vì nhớ rõ Diệp Ngang dùng thủy đỡ đói trải qua, cho nên mới thi lấy chính mình ấm áp viện thủ. Lại vì bảo toàn Diệp Ngang lòng tự trọng, cho nên chọn dùng như vậy uyển chuyển lại cao đoan thủ đoạn. Một cái chán ghét học thiếu niên, yêu cầu nhiều đại nghị lực, tài năng bán ra linh hồn của chính mình, làm ra như vậy lựa chọn. Cảm động Tại thẩm quát càng thêm gầy yếu cập ủ rũ tinh thần trạng thái trung, Diệp Ngang rốt cục xuất hiện một chút hoài nghi tại nàng tìm người thương nghị hỏi thăm thời điểm sở hữu người đều chủ động vả lại kiên quyết mà nói rằng không có a rất bình thường a không chính là tùy tay mang bữa cơm sao ta bình thường đều sẽ giúp ta bạn cùng phòng mang a ngươi yêu cầu nói ta cũng có thể giúp ngươi mang a đúng là này muôn miệng một lời giải thích nhượng dịp ngang xúc rất tìm kiếm chân tướng hạt giống thật là một cái mỹ lệ hiểu lầm ta rất hảo thẩm quát tiều tụy đạo đối ta chỉ là vui vẻ đến ăn không ngon, ngủ không giác, khảo không thử, nhìn không thư, không làm được bài thi. Vui vẻ đến. Tự bế. Chương 20 Ta yêu học tập 20 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Thẩm quát tự bế một đoạn thời gian, sau đó giống mỗi một đóa chịu đủ tàn phá tiểu hoa nhất dạng tiếp nhận rồi vận mệnh, chỉ là vì biểu đạt hắn phản kháng, thường thường sẽ lựa chọn làm việc biến nhắc hắn cái gì cũng không làm, liền mở to một đôi mắt to ủ rũ mà nhìn Diệp Ngang. Chỉnh khuôn mặt thượng tràn đầy oán niệm. Diệp Ngang đọc đi ra ý là, ngươi ăn ta uống ta, thế nhưng còn muốn bức ta học tập. Diệp Ngang sao bàn. Ta tại đã thông ngươi đi hướng khoa học ôm ấp đại môn. Ngươi đã thông chính là ta mạch môn. Thẩm quát nói, cái chìa khóa chính là ta mệnh. Ta này mỗi ngày chết não tế bào, nó muốn là tự do sinh trưởng, có thể sinh sản xuất nhiều ít cái hậu đại. Diệp ngang theo dõi hắn hồi lâu, xoay người phiên sinh ra vật thư. Đau xót đạo. Não tế bào nó sẽ phát dục, nhưng là nó sẽ không mọc thêm, càng sẽ không sinh sản. Thẩm quát. Thẩm quát kêu to không ổn, che lỗ tai đạo. Hảo. Ngươi không cần nói với ta nói. Diệp ngang cảm thấy chính mình rất giống cái bức lương vi sướng tú bà. Trời thấy còn thương, nàng một tổ quốc xã hội thanh niên tốt. Nguyệt khảo qua đi không bao lâu chính là nguyên đáng, nguyên đáng qua đi không bao lâu chính là thi cuối kỳ. Nghĩ trước nhị trung bắt đầu điều hưu. Liên thượng cửu thiên, lại nghỉ năm ngày. Đại bộ phận đồng học lựa chọn về nhà quá tiếc. Thượng Hoàng không có cuối tuần cửu thiên chương trình học sau, cơ hồ sở hữu học sinh đều đến khoái sụp đổ cực hạn. Diệp Ngang cảm thấy thẩm quát lúc này nên cao hứng đến sắp cất cánh, dù sao rốt cục có thể ở phụ thân quan ái trung tự do mà suy suốt. Kết quả không nghĩ tới thẩm quát lần này thế nhưng trọ ở trường, tan học sau cùng dịp hạo học vất tay chia tay, như trước bình tĩnh mà ngồi ở vị trí. Dịp ngang hỏi. Ngươi như thế nào không trở về nhà? Ai, không là rất tưởng nhìn thấy ta ba a. À? Thẩm quát nói, hơn nữa hắn đi công tác đi, về nhà chỉ có ta cùng bảo mẫu, kia mới tới A-di bị ta ba một dọa, quản được so với ta ba còn nghiêm, cùng cái dáng điệp tựa như đến bá báo ta hành động, còn hạn chế ta chơi mấy vi tính thời gian. Ta còn không bằng trọ ở trường ni. Diệp ngang. Nga. Thẩm quát đột nhiên hai mắt trừng lớn, lui cổ đề phòng đạo. Ngươi không thể nào. Ngươi không phiền lụy ta cũng sẽ mệt. Diệp ngang nói, ta sẽ không. Thẩm quát thật mạnh thở vào một cái, sợ Diệp ngang lại trảo nàng bối thư làm bài thẩm quát hỏi khi ngươi bình thường cuối tuần trọ ở trường đều làm cái gì ta giải trí sinh hoạt dịp ngang nghỉ nghỉ biểu môi miễn phí liền đi lại không xem tivi cũng không chơi máy vi tính càng không đi ra ngoài đi dạo liên chơi cái di động đều có khả năng lưu lượng siêu tiêu nàng nàng trầm mê học tập không là bởi vì nàng yêu là bởi vì nàng nghèo a này khỏa tâm thật sự là sớm đã mình đầy thương tích thẩm quát đứng lên nói nhìn đến chúng ta bất đồng chí hướng không thể bàn luận núi xanh còn đó nước biếc chảy mãi biệt quá ngươi thượng chỗ nào đi dịp ngang hô tác nghiệp viết xong sao thẩm quát suýt nửa ngã sấp xuống ngươi là ta mụ sao dịp ngang nhi a à. thẩm quát cả giận nói phi dịp ngang cho nên ngươi muốn đi đâu nhi a à? ta đi võng đi thẩm quát nói ngươi sẽ không cần đi theo đi võng đi diệp ngang sờ sờ túi tính toán nàng ngạch trống gật đầu nói có thể a à, ta cũng đi thẩm quát gọi đạo ta là đi chơi game nga diệp ngang nói ta đi kiếm ít tiền tiện đường bái thẩm quát hoài nghi mà nhìn nàng diệp ngang đã đứng dậy chủ động lôi kéo hắn nói. Đi à, ta muốn một cái máy vi tính tương đối an toàn, võng tỷ suất truyền lực khá nhanh võng đi. Ở chỗ nào? Thẩm quát gần gũi quan sát đến dịp ngang mặt, biểu tình từ từ ngưng trọng. Hắn cho rằng dịp ngang là kiệt ngạo bất tuân, vả lại từ không thỏa hiệp, nhưng thực tế thượng bộ lộ nhiều đâu. Dùng muốn giáo hắn học tập vụng về lấy cớ tới tiếp cận hắn, hao phí cao tam quý giá nhất ôn tập thời gian đến trợ giúp hắn, sau đó nhất định là cường bách chính mình tiếp xúc cũng không thích trò chơi đến nhân nhượng hắn. Hắn hiểu. Chính là hắn tuy rằng rất có mị lực, lại nhưng cũng không tưởng hy vọng dịp ngang bởi vì thần hồn điên đảo mà đánh mất bản tâm. Dù sao liền tính nàng vì mình làm rất nhiều, hắn cũng rất khó bởi vì này cái liền lập tức thích nàng A. Hắn áp lực hảo đại. Ngươi không phải như vậy. Thẩm quát hét lớn, ta. Ta chịu không được. Diệp ngang sững sờ ở tại chỗ. Ân, ừ. Thẩm Quát, làm hồi nguyên lai like Diệp ngang được không? Không cần vì nên hợp ta làm này đó. Diệp ngang ta có tiền ta có thể tiêu xài phung phí, ngươi như vậy nghèo, ngươi không thi đại học được không? Thẩm Quát nói, ngươi thích chơi game sao? Ngươi không thích a, à, ngươi nếu không thích ngươi như thế nào vi phạm bản tâm có thể mặc kệ một đệ tử đi chơi game đi ngươi hẳn là ngăn cản hắn a à. diệp ngang diệp ngang muốn nói nàng còn đỉnh thích chơi game vả lại nàng đại học thanh xuân đều cống hiến cho trò chơi chẳng qua nàng tay tương đối hắt tại thành thần trên đường đi được rất khó quá xa sau lại vẫn là hố nàng cẩn thận phẩm vị một chút thẩm quát ý tứ gật đầu nói nguyên lai like ngươi là nghĩ như vậy ngươi thích thô bạo trực tiếp một chút dạy học phương thức thẩm quát bỗng nhiên không dám nói tiếp dịp ngang ngươi còn tưởng chơi game sao thẩm quát chần chờ mà gật đầu dịp ngang kia liền đi a à. chờ thẩm quát đến võng đi cửa hắn cũng không dám lại nói lung tung nói sợ dịp ngang đi theo não triều liền cấp nhắc tới vừa rồi kia một tra Ngôn nhiều tất thất hắn cùng võng quản muốn hai đài máy dệt tạm thời mua ba giờ thời gian nhưng sau đi vào tìm góc vị trí ngồi xuống hắn cùng bên này người thuộc nếu có ai đến tra giấy căn cước, thông báo một tiếng có thể từ cửa sau trốn đi. Thẩm quát điểm khai ai con, nghiêng đầu hỏi. Ngươi chơi game sao? Ta chơi đùa đến còn đi, mà ngươi thăng cấp. Diệp ngang mắt nhìn hắn hình ảnh, thầm nghĩ tiểu thí hài nhi, còn có chút lương tâm. Ngoài miệng cự tuyệt nói. Ta muốn làm TTT. Thẩm quát. Làm cái gì TTT? Kiếm tiền PPT À? diệp ngang nói trường học không thể tùy tiện dùng máy vi tính ta chỉ có thể đi ra tìm máy vi tính ta bên này làm tốc độ đỉnh chậm ngươi chậm rãi hạ bản đi thẩm quát kinh hãi ngươi còn biết hạ bản diệp ngang kinh thường mỉm cười ha hả thẩm quát này mới phát hiện nàng thật sự là đến kiếm tiền có chút ngạc nhiên cũng có chút khôn kể mất thể diện diệp ngang điểm khai một cái diễn đàn Thuần thuộc mà đăng ký Trướng Hào, sau đó bắt đầu tuyên bố thiếp mời. Chuyên nghiệp chế tác PPT. Ngươi còn tại vi chiêu thương thượng không chuyên nghiệp PPT mà phiền não sao? Ngươi còn sẽ bởi vì kỹ thuật không quá quan mà mất đi trước mắt ích lợi sao? Cho ngươi tối huyển mắt hoạt hình chế tác, tối đúng chỗ xí nghiệp phân tích, tối rõ ràng trọng điểm hoa liệt. Chuyên nghiệp nhân sĩ ánh mắt chuyên nghiệp, không cần 1998, không cần 998 khai trương đại bán hạ giá, chỉ cần 666. Ngươi một cái ppt bán 666. Thẩm quát nhất thời đều quên chính mình trò chơi, cảm thấy ánh mắt muốn mù. Ngươi thúc giao nộp chỉ số thông minh thuế ni. Ngươi không hiểu nhân tài khang hiếm tính. 666 đều tính thiếu. Diệp ngang cùng hắn giải thích, thiệt nhiều chuyên nghiệp cao quản tuổi tác đều không nhỏ, liên máy vi tính đều không đại hiểu biết chớ nói chi là Office phần mềm chi tiết công năng. Có thể chuyên nghiệp hội nghị thượng, triển lãm vẫn là đến dựa vào PPT. Sẽ không làm người, trực tiếp lấy PPT đương văn tự ký lục dùng, cái gì tin tức đều hướng thượng đôi, có vẻ rườm rà lại buồn tẻ. Loại này thời điểm nếu một phần rõ ràng mắt sáng PPT ngang trời xuất thế, liền có thể trở thành người lấy hạ hợp tác trọng yếu lợi thế, thẻ đánh bạc một phần hiệp ước ký xuống dưới chính là thượng trăm vạn hơn một ngàn vạn, 666 liên cái số lẻ đều không tính là. Thẩm quát nói, nào có như vậy khoa trương. Giao dịch mà, chủ yếu vẫn là bằng từng người tìm tại ưu thế hảo sao. Sai. Một phần hảo PPT, liền giống như nhất trương khuôn mặt dễ nhìn. Diệp ngang nói, người nói nhất trương mặt bán 666 quý sao. Thẩm quát cẩn thận đánh giá nàng, nghiêm túc nói người khác ta không biết, nhưng ngươi như vậy da mặt dày, hẳn là rất quý đi. Diệp ngang phi đạo. Lăng. Thẩm quát biểu môi, ánh mắt vẫn là nhìn chầm chầm nàng máy vi tính, nói. Khẳng định không người đến. Diệp ngang nói. a, à, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Đây chính là một môn tiếp qua cái 10 năm cũng sẽ không quá hạn kỹ thuật. Thẩm quát không đào móc quá PPT công năng, không biết một phần ưu tú PPT, có thể làm đến nhiều tao khí. Hơn nữa làm thương nghiệp hóa PPT là nhất kiện phi thường tốn thời gian tốn sức lực sự tình, làm PPT đồng thời còn muốn giúp đỡ ra tư liệu. Có thể sàng chọn bỏ vốn liêu tầm quan trọng cũng chuẩn xác làm ra phán đoán người, hoặc là bản thân chính là cái chuyên nghiệp nhân tài, hoặc là đầu nhập khổng lồ tinh lực, thu phí tuyệt đối sẽ không ngừng với 666. Dịp ngang nàng, nếu không là sinh kế bức bách, như thế nào sẽ đi lên này đều không đường về đi chủ tại chủ gián phía dưới cho nàng hồi phục một cái thông qua. Vốn là có thể khai võng điếm, như vậy sẽ thoải mái đến nhiều, nhưng là khai võng điếm muốn giao tiền thế chấp, dịp ngang không có. Hơn nữa nàng bình thường đến lên lớp, chỉ tại thứ bảy ngày hơi có nhàn rỗi, nhiều nhất chính là kiếm điểm sinh hoạt phí, không muốn làm thành trường kỳ sự nghiệp. Dịp ngang trước đã tại tai ba hỗn hơn nửa tháng, cùng tất cả mọi người không sai biệt lắm hỗn thục. Nhất là đi chủ, mới đạt được ở trong này miễn phí đánh quảng cáo quyền lực. Nàng vỗ vô số thải hồng thí, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, bằng vào chính mình cường đại lý luận cơ sở, thành công hồ lộng sở hữu người. Nàng giả vờ chính mình là một danh tại độc nghiên cứu sinh, tưởng muốn tiếp điểm đang tử kiếm tiền tiêu vặt cấp bạn gái mua đồ trang điểm hảo khoái trá năm mới, cho nên tiếp hai đơn thử thử tay nghề. Nếu có người muốn làm nói muốn trước giao tiền cấp người đại lý đi chủ chờ sau khi làm xong song phương không dị nghị sau lại thông tri đi chủ cấp diệp ngang đánh tiền nhân thiết an bài đến rõ ràng diệp ngang than nhẹ bách với bất đắc dĩ bán mình cầu tài a thẩm quát bên kia trò chơi bản đồ tái nhập hoàn tất lực chú ý liền bị hấp dẫn lần nữa trở lại trên màn ảnh ngươi thật sự không đến sao thẩm quát đứng ở phó bản bản đồ cửa cuối cùng xác nhận đạo. Ta đi vào hạ bản A, ngươi tới nói ta liền mang ngươi thăng cấp. Diệp Nhan. Ta không. Thẩm quát cắt đổi kênh. Hắc hắc, ta tại phụ cận tổ cái đội ngũ. Nói bất định còn có thể tổ đến một cái võng đi bằng hữu. Diệp Nhan nhìn hắn chơi đến đầu nhập, đang chờ đợi thiếp mời hồi phục khoảng cách, mở ra bắt trước ngoại hối phần mềm đi dạo một chút. Nàng đã thật lâu không đụng tài chính, một là bởi vì không có tiền vốn nhị là bởi vì tâm lý bóng mờ đối số cứ mẫn cảm kỳ thật là yêu cầu trường thời gian rèn luyện vả lại bất đồng thời gian thị trường đi hướng quy luật cũng không giống nhau cùng thị trường hay không hoàn thiện có rất đại quan hệ dịp ngang biến hóa ca tuyến đồ thời gian tuyến quan sát gần nhất một đoạn thời gian xu thế thẩm quát bớt thời giờ nàng bên này một mắt thấy nàng tại mặt trên vẽ các loại màu đỏ phụ tá tuyến không giải đạo Ngươi đang làm gì ni? Giải phương trình a." Diệp Ngang nói, tùy tiện chơi chơi. Nói xong tùy tay dùng giả thuyết kim làm một đơn. Tuyển 50 bội đồng bảy. Vừa lúc lúc này tai ba bên kia đến tin tức. Đi chủ chủ động cho nàng giới thiệu một cái hộ khách, đem song phương công ty tên cùng bộ phận tư liệu chia nàng, thỉnh nàng giúp đỡ làm một phần PPT. Diệp Ngang điểm khai tân trang web, bắt đầu buồn tẻ công tác. Nửa giờ sau, diệp ngang tìm hình ảnh tìm đến hai mắt mơ hồ nhớ tới chính mình bắt chước ngoại hối lần nữa mở ra nhìn một mắt phát hiện mình quả nhiên kỹ nghệ chưa lão này tay tuyến họa cũng không tệ lắm xu thế cơ bản chính xác đã bắt đầu lợi nhuận thật tưởng phát sóng trực tiếp chính mình xào cổ a diệp ngang muốn cho thẩm quát lại đây cùng nhau chiêm ngưỡng một chút chính mình kiệt tác kết quả thẩm quát trầm mê trò chơi chính kích động địa hạ phó bản Đối với mình đội hữu hô to, mau mau mau. Diệp Ngang cảm thấy vẫn là đừng quấy rầy hắn, một cá nhân cô độc mà dưới đáy lòng đối chính mình hô câu 666. Tiếp tục điểm khai PPT chế tác. Thời gian phân phân dây đi qua. Tại nàng bắt đầu chuẩn bị kết thúc thời điểm, thẩm quát bên kia đột nhiên ngừng. Diệp Ngang nghe hắn không thể tin mà nói câu, nằm dựa vào, nghe còn giống như có chút chột dạ. Diệp Ngang. Ân. Không dung nàng hỏi ra khỏi miệng, võng đi trong vang lên một người nổi giận tiếng kêu. Dựa vào. Cái kia gọi mộng khê bút đàm tôn tử có phải hay không ở trong này. Ta thẩm quát vốn đang tưởng trang túng, nghe đối phương mắng bẩn, lập tức chụp bàn đứng lên, quát. Gia gia tại đây. Ngươi mắng ai đó tôn tử. Đương ta sợ ngươi a?" À. Dịp ngang thuận theo nhìn lại một cái thấy không rõ mặt tuổi trẻ người đang đứng tại bọn họ mặt khác một mặt. Thẩm quát vừa dứt lời, bá bá bá. Đối diện lại đứng lên hơn 10 điều hảo hán. Hùng vĩ đồ sộ. Thẩm quát. Diệp ngang chuột máy tính đều muốn rớt. Nằm dựa vào. Tác giả có lời muốn nói. Nguyên đáng khoái nhạc. Tấu chương nhắn lại, tùy cơ đưa 100 cái hồng bao, lần sau đổi mới trước phát. Yêu các ngươi nha.